Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 416, ỷ thế hiếp người. Người công an kia nuốt nước bọt, hắn ta bị khí thế bức người của Trương Dương làm cho kinh sợ, nhưng ở trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy cũng không muốn tỏ ra yếu kém, lớn tiếng nói, anh thành thật cho tôi một chút, xoay người sang chỗ khác, đặt hai tay lên xe, mẹ nó, nhanh lên. Trương Dương vốn cũng không có nhiều tức giận lắm, gần đây cũng rất ít xúc động, chỉ là hôm nay thì không giống. Vừa mới thấy hai gã công an mặc thường phục vụ oan cho Chu Tiếu Ngọc đã có chút căm tức, cú điện thoại của Tống Hoài Minh đã làm cho hắn có đủ lo lắng rồi. Hắn làm sao mà để đám công an này vào mắt, Trương Dương cười lạnh nói, tôi phạm pháp à? Dùng cách này để đối phó tôi. Người công an mang đội nói, anh tốt nhất là phối hợp một chút, vừa rồi ngoài trạm vận chuyển hành khách anh đã chống lại lệnh bắt nghi phạm, đánh bị thương công an, chúng tôi hoài nghi anh là đồng bọn của cô ta, bây giờ xoay người lại cho tôi. Trương Dương nhìn số hiệu công an của hắn ta một chút, cười lạnh nói, cho dù là Vương Bá Hành đến đây, ông ta cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy, đám cháu nội các người có phải là muốn bị đánh không? Đám công an này có thể không biết tỉnh trưởng là ai, nhưng mà tên của sở trưởng Vương Bá Hành thì mỗi người đều nhớ kỹ trong lòng, nghe được Trương Dương nói chuyện càn rỡ như vậy, tất cả công an đều sửng sốt một chút, lập tức chuyển qua phẫn nộ, Trương Dương cường thế đã chạm vào tự tôn của bọn họ. Tên công an nhỏ con kia là người đầu tiên vọt đến, hắn muốn chụp lấy cánh tay phải của Trương Dương, Trương Dương đã nhìn ra được mục đích của hắn, trực tiếp đưa tay phải ra cho hắn chụp lấy, tên công an này đã chụp thành công tay của Trương Dương, đang chuẩn bị còng vào cửa, thì bỗng nhiên cảm thấy lực lượng trên cánh tay của đối phương đột nhiên tăng lên, hắn căn bản là không đỡ được, Trương đại quan nhân vươn tay ra, một cái tát đánh thẳng vào mặt, tên công an này bị ăn một tát làm bay ngược ra đằng sau. Trương đại quan nhân cười chẳng đáng. Một vật nhỏ đuôi mù như vậy mà dám mắng mình, ăn đòn là đáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Công an xung quanh thấy tình thế không ổn, vội vàng bắt đầu hỗ trợ, chỉ là bọn họ cũng chẳng phải là đối thủ của Trương Dương, thân pháp của Trương đại quan nhân biến ảo liên tục, động tác mau lẹ, thoáng một cái đã đánh cho 6 tên công an ngã xuống đất, và trên người cũng chẳng dính một chút bụi bậm nào hết. Đi đến trước mặt tên công an mang đội, trở về nói cho lãnh đạo của anh. Giải thích tình huống một chút, kêu hắn đến đây gặp tôi. Trương Dương đứng hành hung công an ngay trên đường phố Nam Tích, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt của người vây xem. Trương Dương bước vào trong chiếc xe của mình ngay dưới ánh mắt của mọi người. Xe của hắn vừa khởi động, thì chợt nghe thấy tiếng còi xe công an vang lên từ 4 phương 8 hướng. Hơn 10 chiếc xe công an lao đến hướng này. Nam Tích xưa nay vốn có trị an tốt đẹp, rất ít khi nào xuất hiện cảnh tượng này. Trương Dương cũng không chút hoang mang, hắn lái xe chậm rãi đi tới. Hai chiếc xe công an đồng thời chặn trước chặn sau với hắn, có một người cầm loa phóng thanh kêu gọi đầu hành, người trong xe nghe, lập tức dừng xe lại, giơ tay lên đi ra, nếu không, chúng tôi sẽ áp dụng hành động. Trương Dương cười cười, hắn dừng xe lại, nhưng không bước xuống xe, lấy điện thoại di động ra tìm số điện thoại của bí thư thị ủy thành phố Nam Thích Từ Quang Nhiên. Lúc này đã có hơn 10 gã công an mặc áo chống đạn giơ súng lên nhắm về hướng chiếc xe của hắn. Trương Dương lắc đầu. Thấp giọng mắng một câu, mẹ nó, muốn chơi lớn với tao à? Cú điện thoại của Trương Dương đã làm cho bí thư thị ủy thành phố Nam Tích Từ Quang Nhiên cảm thấy có chút bất ngờ. Ông ta đang ở chỗ của em trai Từ Quang Thịnh, vừa nghe Từ Quang Thịnh kể về chuyện Trương Dương trêu cợt Vương Quảng Chính, thì liền nhận được điện thoại của Trương Dương, bởi vì do Trương Dương trị bệnh phong thấp cho ông, cho nên Từ Quang Nhiên đối với Trương Dương vô cùng khách khí. Ông cười nói, tiểu Trương à, đến Nam Tích mà cũng không liên hệ với tôi, để cho tôi tận tình làm chủ. Trương Dương nói, bí thư Từ, lần này tôi muốn đến tìm ông ăn cơm, chỉ là công an nhân dân Nam Tích các người không có ý tốt với tôi. Từ Quang Nhiên nghe ra ý ngoài lời nói của hắn, nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện gì? Gặp phải phiền phức gì sao? Trương Dương nói, tôi bị hơn 10 chiếc xe công an vây trên đường Phượng Minh, hơn 10 công an dùng súng chĩa vào người tôi cũng không biết bản thân là tội phạm giết người hay phóng hỏa nữa, mà lại được loại đãi ngộ như vậy. Trong lòng Từ Quang Nhiên cả kinh, ông vội an ủi Trương Dương, tiểu Trương, cậu không nên hoảng, đưa điện thoại cho người phụ trách của bọn họ, tôi hỏi xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Trương Dương mở cửa xe ra, giơ tay cao lên, hắn tuy rằng dũng mãnh vô song, nhưng mà lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như đám đuôi mù kia không lưu ý nổ súng, đục vài lỗ trên người mình, thì như vậy đúng là oan uổng biết mấy. Trương Dương nói, ai là người phụ trách, điện thoại của bí thư Từ bên thị ủy. Tiếng nói của hắn cũng đủ lớn, âm thanh truyền đi xa, đừng nói là công an, cho dù là dân chúng vây xem cũng nghe được rõ ràng.
Phó Cục trưởng phân khu An Tế Tào Minh là chỉ huy hiện trường, nghe Trương Dương nói vậy, sợ có lừa đảo, liền dùng loa phóng thanh nói, điện thoại của tôi là 90.835.118. Từ Quang Nhiên trong điện thoại nghe được dãy số này, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, trong lòng thầm mắng, là thằng khốn nào vậy, ngay cả mặt mũi của mình cũng không cho. Thật ra cái này cũng khó trách, Tào Minh đã xem Trương Dương trở thành tội phạm nguy hiểm rồi, ai dám mạo hiểm nghe điện thoại chứ, vừa rồi một mình Trương Dương đánh gục 6 gã công an, nếu mà đi qua, lỡ như bị đối phương bắt làm con tin thì nên làm sao bây giờ. Trương Dương nói với cái điện thoại, bí thư Từ, ông cũng nghe rồi đó, hắn không dám tiếp, kêu ông gọi lại cho hắn, số điện thoại của hắn là 90.835.118. Từ Quang Nhiên ừ một tiếng, cúp điện thoại rồi gọi cho Tào Minh. Điện thoại của Tào Minh vang lên, hắn lập tức nghe máy, còn chưa kịp nói cái gì, thì tiếng giống phẫn nộ của Từ Quang Nhiên đã vang lên, anh là ai? Làm ở bộ phận nào? Có phải là hết muốn làm rồi không? Giữa ban ngày ban mặt, làm cái gì vậy? Hơn 10 xe, 10 tay súng nhắm vào đồng chí chính đảng của chúng ta, anh có biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì không? Giọng nói của Từ Quang Nhiên Tào Minh cũng quen thuộc. Tào Minh thậm chí là không cần hoài nghi thân phận của đối phương, cái khí thế lôi đình vạn quân này người bình thường không bắt chước được, Tào Minh run giọng nói, bí thư Từ. Chúng tôi chỉ là muốn điều tra tình huống, người này có liên quan đến một vụ án trộm cướp, có thể là. Từ Quang Nhiên nói, án trộm cướp, anh có phải là kẻ ngu si không? Tôi nói cho anh biết, người mà các anh đang vây quanh chính là phó thị trưởng của thành phố Phong Trạch Trương Dương, anh coi người ta thành ăn trộm, hay? Lát nữa tôi sẽ hỏi thăm Đường Hưng Sinh một chút, hắn ta bình thường dạy dỗ các anh thế nào. Tào Minh sợ đến mức hai chân mềm ra, cái chuyện gì thế này, hắn mang đội đến đây cũng là vì nhận được tin báo, có người đánh công an, 6 gã công an bị đối phương đánh gục, cho nên mới làm ra hành động lớn như vậy, ai có thể ngờ rằng đối phương lại là phó thị trưởng của thành phố Phong Trạch chứ. Từ Quang Nhiên nói, xử lý chuyện này cho tôi, nếu như để cho tôi biết các anh có bất luận hành vi không đúng quy định nào. Thì anh và tất cả mọi người tham gia hành động ngày hôm nay đều trở về nhà cho tôi. Nói xong Từ Quang Nhiên liền cúp điện thoại. Lưng của Tào Minh đã đầy mồ hôi lạnh, tên công an cầm loa phóng thanh bên cạnh tiếp tục gào to giọng lên, giơ hai tay lên, quỳ xuống mặt đất. Tào Minh vội đoạt lấy loa phóng thanh, gượng gạo nói, hạ vũ khí xuống. Đám người của hắn liền nổi lên một mơ hồ, nghi phạm cũng đâu có vũ khí đâu. Tào Minh nhìn trái nhìn phải một chút. Cả giận nói, kêu các người hạ vũ khí xuống. Đám cảnh sát lúc này mới hiểu được, thì ra những lời này là nói với người nhà, công an đang giơ súng đều hạ vũ khí xuống hết, trong lòng mọi người đều đã rõ ràng, đối phương là người không dễ chọc, điện thoại của bí thư Từ vừa rồi cũng không phải là gạt người, mà là thật. Có một công an thấp giọng nói, cũng không biết nhìn bảng số xe sao, gốc gác cứng như vậy ai mà dám đùa chứ. Tào Minh chỉnh sửa lại bộ đồng phục của mình, sau đó đi đến hướng của Trương Dương. Trương Dương nhàn nhã dựa vào cửa xe ô tô, dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn Tào Minh, thật ra thì cấp bậc của Tào Minh cũng không kém hơn hắn, chỉ là với tất cả công an sau lưng Tào Minh, mà đem ra so với một bí thư thị ủy, chỗ dựa của Trương Dương đương nhiên là có khí thế hơn rồi. Tào Minh nói, thị trưởng Trương, chúng tôi không biết thân phận của anh. Trương Dương cười nói, mặc kệ tôi có thân phận gì, nếu như tôi phạm pháp, thì vẫn sẽ bị pháp luật chế tài thôi, bây giờ tôi rõ ràng là không phạm pháp. Các người muốn bắt tôi đương nhiên không phục. 6 gã công an bị Trương Dương đánh cũng đã đi đến, bọn họ thấy phó cục trưởng phân cục tươi cười nói chuyện với Trương Dương, biết hướng gió cũng đã thay đổi, Tào Minh lúc này xoay người lại, nói với bọn họ, ai giữ bằng lái và chứng minh của thị trưởng Trương, mau đưa trả về. Tên công an nhỏ con bị Trương Dương hung hăng đánh cho một cái bạt tai đi đến, trong mắt tràn ngập phẫn uất và không hiểu, nửa bên mặt sưng to vù lên, hắn thật sự rất buồn bực. Phân cục trưởng vì sao lại khách khí với kẻ xấu công khai đánh công an này? Trương Dương cười tủm tỉm cầm lấy bằng lái và chứng minh, nói với tên này, người anh em, xin lỗi nha, vừa rồi tôi ra tay hơi nặng. Tên công an này mếu máo, không dám nói gì, chỉ lộ ra vẻ ủy khuất thôi. Tào Minh cũng nén giận, trong lòng nói, mẹ kiếp chỉ là một phó thị trưởng thôi thì có gì lợi hại, nếu như không phải bí thư Từ lên tiếng, tôi cũng sẽ không sợ anh đâu. Nhưng mà trước mặt của đám thủ hạ thì Tào Minh cũng không thể tỏ ra yếu kém quá mức được, hắn nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, cái đó chỉ là hiểu lầm thôi, mong rằng anh có thể đến phân cục chúng tôi để tìm hiểu tình huống, có được hay không. Lời nói của Tào Minh cũng đã đủ huyền chuyển rồi, hắn cũng đã làm ra đủ nhượng bộ, chỉ cần Trương Dương chịu theo hắn quay về cục một chuyến,
thì mặt mũi của hắn sẽ còn nguyên, lý do cũng có luôn, về phần xử lý chuyện tình như thế nào thì tất cả đã đâu vào đó. Chỉ là Trương Dương căn bản là không cho hắn phần mặt mũi này, Trương Dương nói, tôi không có thời gian, còn có chuyện quan trọng phải đi làm, anh muốn tìm hiểu tình huống thì cứ gọi điện thoại, cũng có thể đến Tĩnh Hải tìm tôi, tạm thời tôi sẽ không đi đâu cả. Nói xong hắn liền muốn lên xe. Để cho Trương Dương đi ngay trước mặt nhiều người như vậy, Tào Minh khẳng định sẽ trở thành trò cười trước mặt mọi người. Hắn cắn môi, lấy hết dũng khí ra nói, thị trưởng Trương, vấn đề của anh nên giải quyết rõ ràng. Trương Dương không nhịn được nói, có cần như vậy sao? Chuyện này là do các người dựng lên, tôi một không phạm pháp, hai không gây loạn kỷ cương, anh còn muốn thế nào nữa? Có phải là muốn tôi mang anh đến chỗ bí thư Từ để nói lý lẽ không? Nếu đã lợi dụng Từ Quang Nhiên để đè ép Tào Minh một lần, thì Trương Dương cũng không ngại dùng biện pháp tương tự để đè ép thêm một lần nữa. Tào Minh nhớ đến thái độ của bí thư Từ, trong lòng không khỏi phát run, xem ra ngày hôm nay chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Lúc Trương Dương đang chuẩn bị lên xe, thì một chiếc taxi dừng lại gần đó, em trai của bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên là Từ Quang Thịnh từ trên xe bước xuống, đi cùng gã còn có thư ký của Từ Quang Nhiên là Tôn Thành Hải. Bởi vì chuyện này xảy ra cái nhà của y không xa, cho nên hai người cùng đi một chuyến, Tào Minh cũng nhận ra Từ Quang Thịnh, thấy em trai của bí thư thị ủy và thư ký đều tự mình đến, cũng biết quan hệ của Trương Dương và bí thư Từ là không bình thường, hắn phất tay, ý bảo là mọi người thu đội. Tôn Thành Hải đi đến trước, hỏi cục trưởng Tào, xảy ra chuyện gì? Tào Minh đem chuyện vừa rồi kể ra một lần, Tôn Thành Hải nói, chuyện này để sau hãy tính, thị trưởng Trương là bạn tốt của bí thư Từ. Cái này không phải là đạo đãi khách của người dân Nam Tích chúng ta. Ngày hôm nay Tào Minh cảm thấy uất ức lắm, uất ức không nói nên lời luôn, hắn cười nói, làm phiền thư ký Tôn giải thích với bí thư Từ một chút, chúng tôi chỉ là muốn giữ gìn trị an cho xã hội Nam Tích thôi. Tôn Thành Hải nói, lùi đi, chuyện này tôi sẽ giải thích giúp anh. Tào Minh mang người thu đội về, bên này Từ Quang Thịnh giới thiệu Tôn Thành Hải cho Trương Dương quen biết, Trương Dương cười cười bắt tay với Tôn Thành Hải. Tôn Thành Hải cười nói, bí thư Từ kêu tôi đến xem, còn kêu tôi đại biểu cho ông ấy đưa ra lời mới với thị trưởng Trương, buổi trưa ngày hôm nay bí thư Từ làm chủ, mời thị trưởng Trương đến khách sạn Tây Lộc ăn. Trương Dương cười hớn hở nói, bí thư Từ thật sự quá khách khí. Từ Quang Thịnh nói, đừng ở chỗ này, trở thành tiêu điểm của mọi người, chúng ta đi thôi. Lúc này Trương Dương mới mời hai người lên xe, Từ Quang Thịnh nói, ngày hôm qua mời cậu đến Nam Tích cậu không đến. Ngày hôm nay lại làm ra chuyện lớn như vậy, thị trưởng Trương, cậu đúng là biết làm khó nhau. Trương Dương cười nói, ngày hôm nay vốn dĩ tôi muốn đến thăm anh, chỉ là trên đường gặp phải chuyện này, thật sự là không thuận lợi, đám công an tự nhiên nhằm vào tôi. Tôn Thành Hải cười nói, hẳn là hiểu lầm thôi, thị trưởng Trương là khách quý của Nam Tích, chúng tôi hoan nghênh còn không kịp, sao dám nhằm vào anh. Làm thư ký thì phải khôn khéo một chút, Tôn Thành Hải hiển nhiên là đã hiểu rõ điều đó. Khách sạn Tây Lộc là nơi chiêu đãi của chính phủ thành phố Nam Tích, nhưng mà bản thân nó cũng là một trong những khách sạn có điều kiện tốt nhất tại Nam Tích rồi. Khách sạn dựa lưng vào núi Tây Bình, trước mặt là hồ Tô Minh, trước hồ sau núi, phong cảnh đúng là tuyệt hảo. Hoàn cảnh của nơi này còn hơn cả hồ Nhã Vân tại Giang Thành nữa, tuy rằng chỉ là cách một con sông, nhưng mà thành phố Minh Tú của Giang Nam cũng không cách nào bằng được. Từ Quang Nhiên đến đây trước nên đang thả câu bên hồ. Trương Dương sau khi biết được cũng không dự định quấy rối ông ta, làm bạn nói chuyện với Từ Quang Thịnh, bước chậm ven hồ Tô Minh, hưởng thức cảnh sắc non nước tuyệt trần nơi đây. Trương Dương cảm thán nói, hoàn cảnh của Nam Tích đúng là may mắn thật, non xanh nước biếc, nước từ trên núi chảy xuống tạo một thác nước làm tôn lên vẻ đẹp hùng vĩ cho ngọn núi, nhưng nếu như chỉ luận về thác nước chảy từ trên núi xuống thôi thì Nam Tích đúng là đệ nhất. Từ Quang Thịnh nói, thiên nhiên đều rất công bằng với mỗi người con của mình. Trương Dương cười nói, trong lời nói của chủ nhiệm Từ tràn ngập thiên cơ. Từ Quang Thịnh nói, lời này không phải là do tôi nói. Hai người chậm rãi bước về phương xa, Từ Quang Thịnh bỗng nhiên dừng chân lại, bởi vì gã thấy được phía trước có một người đang đi về hướng này. Từ Quang Thịnh cười nói, thị trưởng Thường, sao trùng hợp vậy, anh cũng có mặt tại đây. Trương Dương nhìn về phía trước, thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang đi về hướng của bọn họ, diện mạo thoạt nhìn có chút quen mắt. Lời nói của Từ Quang Thịnh đã làm cho hắn nhớ đến một người. Người đàn ông đối diện có vài phần tương tự với Thường Lăng Phong. Người này chính là đại ca của Thường Lăng Phong, phó thị trưởng thường vụ của thành phố Nam Tích Thường Lăng Không. So với Thường Lăng Phong thì Thường Lăng Không có vẻ khôi ngô cường tráng hơn không ít. Ông cao gần 1m7-1m8,
sóng lưng thẳng dài, da thịt hiện ra màu đồng khỏe mạnh, đi đường lộ ra vẻ uy vũ vô song, cười nói, bí thư từ mới tôi đến đây, tôi không dám không đến. Ánh mắt của ông rơi vào trên mặt của Trương Dương, trên mặt hiện ra một nụ cười thân mật, chủ động vươn tay với Trương Dương, Trương Dương. Tôi là Thường Lăng Không. Trương Dương tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt Thường Lăng Không, nhưng mà có một cảm giác như đã từng quen biết, cái này không phải là do vẻ bề ngoài của hai anh em Thường Lăng Không tương tự nhau, mà càng bởi vì sự nhiệt tình sảng khoái của Thường Lăng Không đã làm cho hắn có một ấn tượng ban đầu không tồi. Trương Dương bắt tay với Thường Lăng Không, một tay của Thường Lăng Không vỗ vỗ lên mu bàn tay của Trương Dương, nói có thể làm cho thằng em cậy tài khinh người của tôi tâm phục nhất định không phải là nhân vật bình thường. Ha ha, Trương Dương, chuyện của cậu tôi đã nghe nói rất nhiều nha. Trương Dương cười nói, tôi cũng ngưỡng mộ đại danh của thị trưởng Thường đã lâu rồi, vẫn muốn gặp mặt một lần. Thường Lăng Không cười nói xạo, em trai của tôi đã đem số điện thoại cho cậu, cậu đến Nam Tích lâu như vậy sao không thấy cậu liên hệ tôi? Trương Dương ngượng ngùng cười nói, thị trưởng Thường, anh bận rộn nhiều việc cần phải xử lý, tôi sợ làm lỡ công tác của anh thôi. Xa xa nghe thấy tiếng kêu khoa trương của thư ký Tôn Thành Hải, ánh mắt của bọn họ đều bị hấp dẫn. Nhìn thấy bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đã câu được một con cá chép nặng khoảng 5 ký từ trong hồ lên. Mọi người bước qua, Từ Quang Nhiên cũng hưng phấn đến đỏ bừng mặt, cười nói, ha ha, cuối cùng cũng có thu hoạch. Tôn Thành Hải nói, cá chép là dấu hiệu cát tường đấy. Từ Quang Thịnh nói, dấu hiệu cát tường gì? Thư ký Tôn nói nghe một chút đi. Từ Quang Nhiên cười nói, hắn thì biết cái gì mà nói. Tiểu Tôn, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có hở một chút là nịnh nọt. Cậu cho rằng tôi không có năng lực phân biệt sao? Tôn Thành Hải ngượng ngùng cười cười, hắn cầm lấy con cá chép bỏ vào trong cái xô nước. Từ Quang Nhiên nói với Thường Lăng Không, tiểu Thường, cậu giúp tôi tiếp Trương Dương một chút, vận khí của tôi hôm nay không tồi, câu thêm một chút nữa, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn. Trương Dương nói, bí thư Từ, ông cứ bận việc của ông đi, tôi và thị trưởng Thường tùy tiện tâm sự là được. Thời gian chỉ vừa mới đến 10 giờ, bên khách sạn cũng đã thu xếp phòng rồi. Thường Lăng Không và Trương Dương, Từ Quang Thịnh đi đến sân thượng của lầu Bích Thủy ngồi uống trà, trà dùng để chiêu đãi lãnh đạo đều là loại trà tốt nhất. Thường Lăng Không nói, cậu và Lăng Phong là bạn tốt, lại có hợp tác, hơn nữa tôi thật sự cũng muốn thay người nhà cảm ơn cậu. Trương Dương cười nói, cảm ơn tôi cái gì? Thường Lăng Không nói, Lăng Phong là một người tài hoa, vô luận là suy nghĩ hay ánh mắt đều mạnh hơn người làm đại ca như tôi, đáng tiếc là thân thể của nó không tốt. Tuổi còn trẻ đã sinh ra tâm tình tiêu cực bi quan chán đời, tôi đã từng cho rằng nó muốn xuất gia, nếu như nó thật sự làm ra lựa chọn này, thì sẽ là một đả kích rất nặng đối với song thân lớn tuổi của chúng tôi, cũng may là nó đã gặp được cậu. Trương Dương cười ha hả nói, tính tình của tôi hướng ngoại, tính tình của Lăng Phong thì hướng nội, tôi xúc động, hắn thì kỹ lưỡng, chúng tôi một văn một võ hợp tác coi như cũng ăn ý. Thường Lăng Không nói, vô luận là nó làm ăn cũng được, hay làm chính trị cũng được. Chỉ cần tích cực đối với cuộc sống, thì chúng tôi yên tâm rồi. Trương Dương nói, Lăng Phong đã cho tôi trợ giúp rất lớn, tôi thì dũng mãnh có thừa nhân trí tuệ không đủ, hắn vừa vặn bù đắp cho khuyết điểm của tôi. Thường Lăng Không cười nói, theo ý của tôi, Lăng Phong là một quân sư có tài, cậu có thể làm cho nó cam tâm phụ tá cho cậu, chứng minh rằng cậu cũng là một người tài không kém. Trương Dương nhấp một ngụm trà, quả nhiên là trà thượng hạng, nhẹ giọng khen, trà ngon. Thường Lăng Không nói, hoàn cảnh và vị trí địa lý đặc thù của Hồ Tô Minh và núi Tây Bình đã tạo nên hoàn cảnh sinh trưởng thích hợp nhất cho lá trà, ngày trước trà Long Thiệt khi còn thịnh đều là cống phẩm để tiến cống vào cung. Trương Dương nói, nghe nói qua rồi. Thường Lăng Không nói, lần này chuẩn bị ở lại Tĩnh Hải bao lâu? Hơn 5-10 ngày. Thường Lăng Không nói như vậy, cơ hội gặp mặt của chúng ta còn rất nhiều, có cơ hội đến Nam Tích, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tiếp đãi. Từ Quang Thịnh từ đầu đến cuối đều uống trà, Thường Lăng Không nói, chủ nhiệm Từ, hai người quen biết nhau như thế nào. Từ Quang Thịnh cười nói, trùng hợp, chỉ là trùng hợp, thị trưởng Trương ở cùng với bạn học cũ của tôi là Vương Quảng Chính, cho nên quen biết với nhau. Thường Lăng Không cười ha hả nói gì thì Trung Quốc của chúng ta cũng không tính là lớn, đi đến đâu cũng có người quen. Trương Dương nói, thế giới này rất nhỏ, bây giờ đã đưa khái hiện thôn hóa ra, người trong một thôn. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu liền thấy. Thường Lăng Không gật đầu, thấy cũng đã đến giờ rồi, mấy người bọn họ đứng dậy đi xuống dưới, Từ Quang Nhiên đi gọi đại ca của gã, Từ Quang Nhiên cực kỳ si mê đối với câu cá,
nếu không ai nhắc nhở, chỉ sợ là ông ta sẽ ngồi đến lúc mặt trời lặn hướng tây luôn. Biểu hiện của Từ Quang Nhiên ngày hôm nay quả thật rất tốt, sảng khoái buông cần câu xuống, ông mở tiệc chiêu đãi cho Trương Dương không chỉ bởi vì Trương Dương chữa bệnh cho ông, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, Trương Dương bây giờ là con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, cái mặt mũi này ông phải cho, vì thế ông gọi Thường Lăng không đến tiếp đón, là bởi vì ông cũng có nghe thấy về quan hệ của Thường Lăng không và Trương Dương, em trai của Thường Lăng không là phụ tá đắc lực của Trương Dương. Mà Thường Lăng không lại là cán bộ do một tay ông đề bạt lên. Từ Quang Nhiên là một người có quan niệm gia đình rất nặng, chú trọng tình bạn và tình thân. Bốn người bọn họ cùng với thư ký Thường Lăng không tổng cộng 5 người ngồi xuống trên lầu Bích Thủy, thức ăn tại Nam Thích lấy ăn nhẹ làm chính, bởi vì người không nhiều, cho nên đồ ăn cũng không có nhiều lắm, chỉ là mỗi một món ăn đều vô cùng đặc sắc, còn cá chép mà Từ Quang Nhiên câu được lúc đầu cũng đã đưa cho đầu bếp làm luôn rồi. Từ Quang Nhiên nâng ly lên nói, nào, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Uống được bao nhiêu, thì cứ uống bấy nhiêu. Ba ly rượu qua đi, mỗi người đều chủ động cùng ly với Trương Dương lại đáp lễ một vòng, trường hợp này đương nhiên là không thể cái kiểu, không say không về, nên Trương Dương cũng uống có chừng mực. Từ Quang Nhiên nhớ kỹ chuyện ngày trước khi mà khu khai phá của Lam Sơn được quốc gia cho phép hành nghề, Trương Dương trong hội nghị ủy ban quản lý khu khai phá Nam Tích đã uống giúp cho mình với Thái Thử Nghiệp, không khỏi cười nói, tiểu Trương, tôi nhớ tử lượng của cậu rất lợi hại mà. Lúc đó đã làm cho Thái Thử Nghiệp uống say nằm ngửa luôn, ngày hôm nay vì sao lại câu nệ thế? Trương Dương cười nói, khi đó tuổi trẻ khí thịnh, cái gì cũng muốn tranh cao thấp một phen, hôm nay tôi cũng đã biết dĩ hòa vi quý rồi. Từ Quang Nhiên cười ha hả, ông lại cầm ly rượu lên cùng ly với Trương Dương, không ngờ rằng cậu còn biết đánh nhau nữa, đánh ngã 6 gã công an của chúng tôi luôn. Tuy rằng Từ Quang Nhiên không nói về đề tài này, nhưng không có nghĩa là ông không để trong lòng. Ông kêu thư ký Tôn Thành Hải đem tình huống khi ấy kể lại. Trương Dương nói, có thể là do bọn họ sốt ruột lập công, coi tôi là trộm cắp. Sĩ khả sát bất khả nhục, danh dự hơn 20 năm của tôi không thể bị hủy như thế, cho nên tôi liền vung tay đánh loạn lên. Mọi người ngồi cùng bàn bật cười. Từ Quang Nhiên nói, Lăng Không, trở về cậu nói chuyện với Đường Hưng Sinh một chút, đám công an dưới tay hắn làm cái gì thế? Không thể vô duyên vô cớ bắt người, còn nữa. Tiêu chuẩn của đám công an ấy cũng kém thật, 6 người mà cũng không đánh lại một mình thị trưởng Trương. Lời này của Từ Quang Nhiên là cười nói, nhưng mà ý tứ ẩn chứa bên trong lại rất nhiều, vừa trách cứ hệ thống cảnh vụ có hành vi vô lễ, vừa nhẹ nhàng vạch trần trong chuyện này Trương Dương cũng có trách nhiệm. Bản lĩnh quan sát ngôn sắc của Trương Dương đã hơn hẳn ngày xưa rồi, hắn cũng hợp thời biểu lộ sự áy náy, thật ra chuyện này cũng không thể trách toàn bộ bọn họ, tôi cũng có trách nhiệm nữa. Hai ngày nay có thể là do trời nóng quá, cho nên cơn tức cũng lớn hơn. Thường Lăng không cười nói, nếu chuyện đã xảy ra thì cứ để nó trôi qua, hiểu lầm được giải thích rõ ràng là được, có cơ hội tôi gọi cục trưởng Đường đến ngồi cùng mọi người, uống rượu giải thù. Từ Quang Nhiên nói, cậu không nói ra, tôi cũng quên luôn, ngày hôm nay hẳn là nên gọi Đường Hưng Sinh đến. Bởi vì chuyện của Chu Tiếu Ngọc, cho nên Trương Dương đặc biệt chú ý đến Đường Hưng Sinh này. Thường Lăng không nói, bí thư Từ, sắp tới lãnh đạo của bộ tổ chức tỉnh ủy, bộ tuyên truyền tỉnh ủy sẽ đến Tĩnh Hải, bên chúng ta có cần phải theo gặp mặt bọn họ không? Từ Quang Nhiên nói, bọn họ đến là để thị sát tình huống học tập của lớp tinh thần văn minh kiến thiết, cũng không phải đến thị sát Nam Tích. Nhưng mà, cái này cũng cần phải gặp, cậu lưu ý thời gian cụ thể một chút, tốt nhất là mời bọn họ đến Nam Tích nhìn một cái. Trương Dương không nhịn được, hỏi, lớp học tinh thần văn minh kiến thiết. Không phải là ở Tĩnh Hải sao? Thường Lăng không nói, đúng vậy, lớp học của cậu là do trường đảng của tỉnh, bộ tổ chức tỉnh ủy cùng với bộ tuyên truyền của tỉnh liên hợp lại, cho nên lãnh đạo các ban ngành này trước sau gì cũng đến thị sát. Trương Dương vẫn luôn coi cái lớp học tập tinh thần văn minh kiến thiết này là một chuyến du lịch của nhà nước, xem ra lãnh đạo các cấp cũng muốn hù theo cuộc vui, không muốn bỏ qua mùa du lịch thịnh vượng này. Đến giữa trưa, Từ Quang Nhiên mở đầu rời đi, Trương Dương vốn định đi. Thường Lăng không đã giữ hắn lại uống trà một chút, Từ Quang Thịnh cũng muốn giữ hắn lại, Thịnh Tình thì không thể chối từ rồi, Trương Dương không thể làm gì khác hơn là ở lại thêm một ít nữa. Thường Lăng không đem hai hộp long thiệt chuẩn bị tốt đưa cho Trương Dương cười nói, thị trưởng Thường khách khí quá. Thường Lăng không nói, chúng ta là người một nhà, hai hộp trà này thì tính là gì, ông nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, nói, có quen với cuộc sống tại Tĩnh Hải chưa? Trương Dương gật đầu. Mỉm cười nói, tôi ở Tĩnh Hải gặp một chuyện vô cùng thú vị.
Thường Lăng không tràn đầy hứng thú nhìn hắn. Trương Dương nói, tôi ở trong biệt thự số 33, căn biệt thự này vốn có chuyện ma quái, buổi tối của vài hôm trước có thể nghe rõ tiếng khóc của một cô gái, sau đó tôi lại nghe nói trong biệt thự này có người chết, một là bà chủ của Giang Nam Xuân chú Tiếu Nguyệt, còn một người là Phó Liên Thắng, hình như là người trong hệ thống công an Nam Tích. Thường Lăng không nhíu mày, chuyện này ông cũng biết, lúc chuyện này xảy ra đã gây chấn động một thời, ông thấp giọng nói, trên đời này làm gì có ma quỷ. Những người chúng ta không cần phải tin mấy cái này. Từ Quang Thịnh ngồi bên cạnh nói, nhưng căn biệt thự ấy đúng là hơi quái quái, ở vị trí tốt nhất tại Tĩnh Hải, phong cảnh đẹp nhất, nhưng mà tự nhiên lại chẳng có ai muốn vào ở. Tôi hỏi qua Vương Quảng Chính, hắn nói bí thư của Ủy ban Pháp Chính Chu Hướng Quý cũng chết ở đó, rồi thư ký của ông ta là Lưu Vũ Phi ở đó một đêm, ngay ngày hôm sau đã nhảy lầu từ tầng 33 của tòa nhà Minh Huy. Thường Lăng không nói, cậu nhìn thấy nữ quỷ sao? Trương Dương cười ha hả nói, làm gì có nữ quỷ, căn bản chỉ là một con mèo hoang. Một câu nói chọc cho mọi người bật cười. Trương Dương nói, tôi phải về rồi, ở thêm nữa chắc phải ăn cơm chiều mất. Thường Lăng không cười nói, cậu sợ tôi chiêu đãi không nổi sao? Trương Dương nói, không phải là ý này, tối nay tôi phải trở về, ngày mai còn có khóa nữa, đi đường buổi tối tôi có chút lo lắng, lỡ như công an Nam Tích lại một lần nữa vây tôi lại, thì tôi đúng là không biết nên nói thế nào luôn. Thường Lăng không nói, bọn họ dám, gặp phải phiền phức gì, thì cậu trực tiếp gọi điện cho tôi. Trương Dương gật đầu. Thường Lăng không và Từ Quang Thịnh hai người đồng thời tiễn Trương Dương lên xe, Trương Dương lái chiếc xe tải của hắn ra khỏi khách sạn Tây Lộc, hắn nhìn thời gian một chút, đã là 4 giờ chiều rồi, lúc Chu Tiếu Ngọc rời đi, vẫn chưa có liên hệ gì với hắn, nhớ đến cảnh ngộ ban ngày, Trương Dương không khỏi có chút lo lắng cho cô ta, nếu như thật sự có người muốn đối phó cô ta, thì tình cảnh của Chu Tiếu Ngọc bây giờ chính là cực kỳ nguy hiểm không thể nghi ngờ rồi. Hắn móc điện thoại ra nhìn số điện thoại của Chu Tiếu Ngọc, tất cả đều là điện thoại công cộng cả, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên, làm cho Trương Dương hoảng sợ hết hồn. Trương Dương cầm lấy điện thoại, alo. Trong điện thoại truyền ra âm thanh khàn khàn của một người, thị trưởng Trương, muốn sống lâu một chút thì không nên xen vào chuyện của người khác. Chương 417, Bắc Đảo. Trương Dương nở nụ cười, uy hiếp, trên đời này vẫn còn có người dám ngang nhiên uy hiếp mình, thằng nhãi này khẳng định là ngại mạng của nó quá dài rồi. Trương Dương nói, thứ tao khinh thường nhất chính là bọn chuột nhắt không dám ra ánh sáng mặt trời, mày có dám gặp mặt nói thẳng với tao câu đó không? Đối phương phát ra một tiếng cười âm trầm lạnh nhạt, sau đó lập tức cúp điện thoại. Trương Dương ném điện thoại qua ghế ngồi bên cạnh, cắn răng nói, cái chó gì thế? Nhưng tầng mây đen cản trở trong lòng càng lúc càng dày đặc lên, chuyện xảy ra ngày hôm nay đã cho thấy lời nói của Chu Tiếu Ngọc tất cả có thể là sự thật, sau lưng cái chết của Chu Tiếu Nguyệt có một âm mưu thật lớn, nếu như chuyện này thật sự có liên quan đến Đường Hưng Sinh, gã ta vì bảo vệ tương lai và địa vị của mình chắc chắn sẽ liều lĩnh như vậy, mà sau lưng Đường Hưng Sinh có bao nhiêu lực lượng, và quan viên Nam Tích liên quan đến gã là bao nhiêu. Đây là cái mà Trương Dương không cách nào phỏng chừng. Trở về Tĩnh Hải rồi mà Chu Tiếu Ngọc vẫn chưa xuất hiện, ngày hôm sau Chu Tiếu Ngọc vẫn không có tin tức, Trương Dương bắt đầu càng ngày càng lo lắng, từ sau cú điện thoại đe dọa ngày hôm qua, cuộc sống đã khôi phục lại bình thường, nếu như nói có việc, thì đó chính là cống thoát nước của biệt thự số 33 bị nghẹt, bên khách sạn tạm thời đổi chỗ cho Trương Dương, và công nhân đang tích cực sửa chữa. Giữa trưa sau khi xem xong phim ghi hình, một mình Trương Dương đi cạnh bờ biển, hắn định mướn một con thuyền, đi lên Tây đảo đối diện mà thăm. Chỉ là lúc đang ở bến thuyền bàn giá cả, thì điện thoại của hắn vang lên, là Chu Tiếu Ngọc gọi đến. Khi nghe được giọng nói của Chu Tiếu Ngọc, Trương Dương thở dài một hơi, cô đang ở đâu? Tôi vẫn rất lo lắng cho cô. Chu Tiếu Ngọc nói, anh quay lại xem. Trương Dương xoay người lại, thấy Chu Tiếu Ngọc mặc áo tắm hai mảnh màu đen ngồi cách đó không xa đang phơi mình dưới ánh mặt trời. Trương Dương khép điện thoại lại, cười cười đi qua. Da của Chu Tiếu Ngọc rất trắng. Đi làm bên ngoài đã lâu, nhưng không làm cho màu da của cô có bất kỳ thay đổi nào hết, phần eo của cô nhỏ và mỏng như hồ điệp vậy, Trương Dương không nhịn được nhìn thoáng qua. Chu Tiếu Ngọc nói, lúc còn trẻ tuổi đã từng là một thiếu nữ phản bội. Trương Dương cười nói, nhìn không ra đó nha. Chu Tiếu Ngọc nói, cái mà người thường biểu hiện ra ngoài cũng không phải là một mặt chân thật nhất, cô nhìn thoáng qua Trương Dương, thấy làn da của Trương Dương thâm lại không ít. Lớp da bên ngoài được rèn luyện của hắn đã tỏa ra màu đồng sáng óng. Chu Tiếu Ngọc nói, tôi vẫn rất muốn mình có được màu da như vậy, đáng tiếc, tôi có phơi nắng thế nào thì cũng phí công.
Trương Dương cười ha hả, con gái đen quá cũng không tốt. Chu Tiếu Ngọc nói, tôi làm nghiên cứu sinh vật biển, toàn đội của chúng tôi chỉ có một mình tôi là trắng, trắng còn hơn cả người da trắng nữa, cho nên khi có thời gian tôi liền chạy ra bãi biển phơi nắng, tuy rằng biết đây là phí công, nhưng cũng đã thành nghiện rồi, hưởng thụ ánh nắng mặt trời, hưởng thụ loại cảm giác không gò bó không thúc ép. Cô vươn hai tay ra, tựa hồ như muốn đón nhận ánh nắng mặt trời vào lòng. Trương Dương nói một chút đi, cô có phát hiện gì? Chu Tiếu Ngọc nói, tôi trở về nhà một chuyến, chị tôi cũng không để lại nhiều manh mối gì ở nhà cả, cho nên tôi đã trở về. Trương Dương nói cách khác cô vẫn chưa tìm được bất luận chứng cứ chính xác nào. Không có chứng cứ thì tôi không cách nào chứng thực suy đoán của cô. Chu Tiếu Ngọc nói, anh đã tận mắt nhìn thấy, bọn họ vu oan cho tôi là trộm cắp, muốn mang tôi đi, chứng minh rằng bọn họ đã chú ý đến tôi, bọn họ sợ tôi tìm được chứng cứ. Trương Dương nói, suy đoán cũng vô dụng, muốn điều tra rõ chuyện này, thì cô nhất định phải có được bằng chứng chính xác nhất. Chu Tiếu Ngọc cắn môi nói, tôi hoài nghi, chứng cứ được giấu trong biệt thự số 33. Nghe thấy câu này, sắc mặt của Trương Dương liền thay đổi, hắn bỗng nhiên nhớ ra ngày hôm nay cống thoát nước bị nghẹt, bởi vì chuyện này cho nên hắn tạm thời đổi phòng, hắn đứng lên đi về phía của khách sạn. Chu Tiếu Ngọc nói, anh đi đâu vậy? Trương Dương nói, tôi quay về nhìn. Cửa lớn biệt thự số 33 đóng chặt, nhưng cái này không làm khó được Trương Đại Quan Nhân, hắn leo lên sân thượng tầng 2, từ cửa sổ đi vào bên trong, đã thấy trong phòng một đống hỗn loạn, phòng ngủ, phòng sách, thậm chí ngay cả trần nhà trong toilet cũng bị lật tung cả lên, người thì đã đi. Trương Dương hiểu rõ, mình đã trúng kế dụ hổ rời núi, cống thoát nước bị nghẹt nhất định là do bởi vì bọn họ lợi dụng chuyện này để đuổi mình ra khỏi biệt thự số 33, sau đó bắt đầu lục lọi tìm kiếm không kiêng nể gì trong biệt thự. Trương Dương đóng cửa lại, bước nhanh về chỗ phục vụ, hắn hét lớn với quản lý, người nào vừa mới tiến vào trong biệt thự số 33. Quản lý ở đây bị hắn hét làm cho hoảng sợ, Trương tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Trương Dương nói, tôi hỏi anh, người nào vừa mới tiến vào trong biệt thự số 33? Cống thoát nước bị nghẹt, cho nên chúng tôi mời nhân viên chuyên nghiệp đến sửa, xe của bọn họ vừa mới đi. Chiếc xe sửa chữa và bảo trì tại nhà đó, quản lý chỉ ra ngoài cửa, nói. Trương Dương xoay người đuổi theo, thấy một chiếc xe 7 chỗ vừa mới chạy ra khỏi cửa, Trương Dương hét lớn, dừng lại cho tôi. Chiếc xe tăng tốc chạy ra ngoài cửa luôn, đợi khi Trương Dương đuổi ra đến cửa, thì chiếc xe đã biến mất không thấy đâu rồi, Trương Dương có chút ảo não nắm chặt đấm tay, hắn nhìn Chu Tiếu Ngọc đối diện con đường, sắc mặt của Chu Tiếu Ngọc cũng có chút sợ hãi. Trương Dương trở về sảnh phục vụ. Cưỡng chế ra lệnh cho quản lý lập tức đổi phòng trở lại cho hắn, bên khách sạn nhìn thấy bên trong biệt thự bị phá như vậy cũng thất kinh, kiểm tra sơ bộ thì phát hiện ra bên trong cũng không bị mất mát thứ gì cả. Vì thế liền bỏ ý định báo công an trong đầu, liên hệ với công ty cấp thoát nước, thì mới biết được bọn họ căn bản là không có phái người đến, chỉ là những người này vì sao lại muốn giả mạo công ty cấp thoát nước. Nếu như nói bọn họ là kẻ trộm, vậy vì sao lại không lấy đi bất cứ thứ gì? Phục vụ một lần nữa dọn dẹp lại căn phòng, Trương Dương quay trở về đây, Chu Tiếu Ngọc cũng đi theo hắn. Trương Dương đóng cửa lớn lại, nói cô rốt cục là có đầu mối gì. Chu Tiếu Ngọc chỉ vào đèn treo thủy tinh trên phòng khách, nói anh xem trên cái bệ đó có thứ gì không. Trương Dương tìm hai cái ghế đầu chồng lại một chỗ, leo lên hạ cái bệ xuống, bên trong rỗng tuếch, không tìm thấy bất cứ thứ gì, hắn lắc tay với Chu Tiếu Ngọc, biểu thị là không phát hiện gì hết. Đôi mi thanh tú của Chu Tiếu Ngọc nhíu lại, thấp giọng nói, lẽ nào chỉ dẫn của chị dành cho tôi là sai? Trương Dương nói, có thể chứng cứ đã bị những người đó cầm đi. Lúc hắn đang chuẩn bị leo xuống, thì đột nhiên phát hiện ra bên trong cái bệ của đèn treo có dấu tích chữ viết, hắn kêu a lên một tiếng, thấp giọng nói, bên trong cái bệ có vài con số. Chu Tiếu Ngọc kích động kêu lên, con số gì? Trương Dương thấp giọng nói, 15, 3, 21, 10, 43. 121, 121. Hắn nhìn những con số này như lọt vào sương mù, đây là có ý gì? Vành mắt của Chu Tiếu Ngọc liền đỏ lên, trong đôi mắt sáng đẹp tuôn ra những giọt lệ trong suốt, cô run giọng nói, anh xuống đi, tôi hiểu rồi. Trương Dương nhảy xuống. Chu Tiếu Ngọc ngồi trên ghế sofa che mặt khóc nức nở. Trương Dương rút khăn tay ra đưa cho cô, an ủi cô ta, không giải quyết được vấn đề, cho dù chứng cứ bị bọn họ cầm đi. Thì chúng ta cũng nên nghĩ biện pháp khác, nói chung là tôi bảo đảm nhất định sẽ giúp cô điều tra rõ chuyện này. Chu Tiếu Ngọc lau khô nước mắt, nói chúng ta đi.
Đi đâu? Chu Tiếu Ngọc nói, Bắc đảo. Khí trời trên biển thay đổi đột ngột, vừa rồi trong xanh ngàn dặm không mây, bây giờ trời đã u ám lại, Trương Dương và Chu Tiếu Ngọc đang ở trên một chiếc cano lướt trên biển, tuy rằng tiêu chuẩn lái xe của Trương Dương rất tốt, nhưng mà trong phương diện lái cano thì lại chỉ là một tay gà mờ không kém, cho nên Chu Tiếu Ngọc chủ động nhận trách nhiệm lái cano, dưới sự điều khiển của cô, chiếc cano chạy tốc độ cao tiến đến Bắc đảo cách đường ven biển khoảng 15 hải lý, bản thân đảo này cũng không lớn. Đường kính chỉ khoảng một cây số thôi, cao hơn mặt nước biển 170 mét, trên Bắc đảo lúc trước đã từng có làng chài, nhưng từ từ bị bỏ hoang, thời cách mạng được chọn làm chỗ đóng quân, sau khi cải cách thì bị rút về hết, bởi vì Bắc đảo thật sự không có nhiều ý nghĩa chiến lược cho lắm. Khi mà Tĩnh Hải trở thành thành phố du lịch, khu ven biển ở đây bỗng nhiên nóng lên, phát triển du lịch cũng kéo theo kinh tế hải đảo, nhưng mà bởi vì Tây đảo và Phóng Mã đảo ở gần đường ven biển hơn cho nên phát triển hơn, còn Bắc đảo bởi vì ở xa. Hơn nữa địa thế của hòn đảo tương đối hiểm trở, vì thế bị mọi người bỏ quên luôn. Cano lướt sóng nảy lên, phập phồng theo sóng biển, khi thì bay lên không khi thì hạ xuống nước, gió biển thổi qua làm cho Trương Dương không mở mắt được, hắn lớn tiếng nói với Chu Tiếu Ngọc xem ra sắp có mưa. Hay là chúng ta trở về, ngày mai hãy đến Bắc đảo. Trương Đại Quan Nhân cũng không muốn gặp phải sóng gió ngay trên mặt biển. Chu Tiếu Ngọc cười thản nhiên nói, không sai cả, tầng mây ấy còn rất xa. Chúng ta sẽ đến Bắc đảo trước khi trời mưa. Trương Dương nhìn lên tầng mây đen đen trên bầu trời, vẻ mặt không tin, tôi thấy không ổn. Chúng ta hẳn là nên tìm một con thuyền lớn hơn một chút. Chu Tiếu Ngọc cười nói, yên tâm đi, tôi làm chuyên ngành hải dương, cho nên vẫn luôn giao tiếp với biển, chút sóng gió ấy đối với tôi chỉ là trò trẻ con. Trương Dương nói, tin cô một lần, hắn cảm thấy có chút lạnh, cho nên lặng lẽ vận hành nội tức hóa đi hàn khí trong cơ thể. Một tia sét xé trời đánh xuống, Chu Tiếu Ngọc nói, vừa rồi dự báo thời tiết biển nói sẽ không có mưa gió ngày hôm nay. Trương Dương cười to, nói, dự báo thời tiết bây giờ nếu có thể đoán đúng, thì heo nái cũng có thể lên cây. Hắn vừa dứt lời, một tiếng sấm rền nổ vang trên bầu trời. Chu Tiếu Ngọc điều khiển cano linh hoạt lướt qua ngọn sóng cao, bọt nước từ sóng biển đập vào thân cano đã làm ướt cả người Trương Dương. Bắc đảo màu xanh xuất hiện cách đó không xa, rất đột ngột. Trên đỉnh Bắc đảo được hơi nước và mây mù bao phủ, trông có vẻ vô cùng thần bí. Trương Dương cầm lấy điện thoại nhìn tín hiệu một chút, vẫn còn chút sóng, chỉ là khi cano tiếp cận Bắc đảo, thì một cột sóng cũng không có, biến mất không còn thấy tăm hơi. Trương Dương âm thầm nói, hẳn là nên đặt một tháp tín hiệu trên Bắc đảo. Cano lướt lên bãi cát trên Bắc đảo, Chu Tiếu Ngọc tắt động cơ, nhảy xuống. Trương Dương nhảy xuống cano theo cô, hai người hợp lực đẩy chiếc cano đi tới. Dùng dây thừng buộc nó vào trong đá ngầm. Trương Dương tay ra nhìn một chút, chiếc cano này là của ngư dân cho thuê, 5.000 đồng tiền thế chấp, chỉ là nhìn bộ dạng cũ nát của chiếc cano này, sống chết đều dựa vào cái giá trị này, lỡ như mà gặp phải bất trắc trên biển, thì phỏng chừng là chẳng ai tìm ra họ đâu. Chu Tiếu Ngọc cầm lấy cái túi lớn trên cano của cô, chỉ vào đỉnh núi được bao phủ trong mây mù trên Bắc đảo, nói, trên núi có một căn nhà bằng đá, mục đích của chúng ta là đến chỗ đó. Trương Dương đi theo Chu Tiếu Ngọc hướng về phía trước, hắn tò mò nói, hình như cô rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Chu Tiếu Ngọc nói, cha tôi lúc trước là một thầy giáo sinh vật, cũng là một người ham thích vận động, lúc trước cha vẫn thường mang tôi và chị đi chơi, ngày sinh nhật 15 tuổi của chị tôi, cha mang hai chị em chúng tôi đến Bắc đảo đóng quân dã ngoại, khi đó tôi 10 tuổi. Chu Tiếu Ngọc lấy ra một cây gậy trong túi, không ngừng đẩy cành cây nhô ra chặn đường phía trước. Trương Dương nhớ đến con số đầu tiên trong bệ đèn treo là 15, lẽ nào nói ý nghĩa của con số này chính là sinh nhật 15 tuổi của Chu Tiếu Nguyệt, hắn thấp giọng nói, sinh nhật của chị cô là 21 tháng 3 sao. Chu Tiếu Ngọc không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn, nói anh rất thông minh. Con số liên tiếp ấy ngoại trừ tôi và chị ra, thì không ai có thể hiểu được. Trương Dương nói, vậy số 10 có ý nghĩa gì? Chu Tiếu Ngọc nói, là tuổi của tôi khi đó. Chân của cô bị trợt. Trương Dương đúng lúc vươn tay ra, đỡ lấy eo nhỏ của cô. Cảm ơn. Trương Dương buông tay ra nói, có việc tôi nghĩ mãi cũng không rõ, cô luôn miệng nói là có bằng chứng, chỉ là bây giờ xem ra, đến nay cô vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng chính xác nào cả. Chu Tiếu Ngọc nói, không ai hiểu chị tôi hơn tôi cả, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Một giọt nước mưa rơi xuống đỉnh đầu của Trương Dương nói, đi mau, trời sắp mưa rồi. Sương mù phía trước càng lúc càng đậm, con đường do bởi vì không ai đi nhiều,
cho nên có nhiều chỗ bị gián đoạn, cũng không phải bọn họ muốn nhanh là có thể nhanh được. Khi còn cách đỉnh núi khoảng chừng 50 mét, thì nước mưa đột nhiên rơi xuống xối xả, hai người giúp đỡ nhau chạy đến hướng nhà đá, đều bị nước làm ướt sũng. Trương Dương nhấc chân đá tung cửa nhà đá ra, bên trong đầy bụi, ở đâu cũng đầy mạng nhện. Trên vách tường còn dán hình của Mao lão gia tử, trên tấm hình còn ghi câu hô hào nổi tiếng của thời đại, phản đối chủ nghĩa đế quốc, phản đối chủ nghĩa tu chính. Trương Dương lắc lắc nước mưa trên người xuống, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Trương Dương nói, phiền rồi, không biết ông chủ thuê thuyền có đến cứu chúng ta hay không? Chu Tiếu Ngọc nói, cần người khác nghĩ cách cứu viện sao? Cô mở cái túi lớn ra, lấy ra đầy đủ mọi thứ để dã ngoại, xem ra trước đó Chu Tiếu Ngọc đã chuẩn bị rất là chu đáo rồi. Chu Tiếu Ngọc nói, nếu ngày hôm nay mưa to gió lớn quá, chúng ta không cần quay về. Trương Dương gật đầu, hắn nhớ đến mục đích đến đây lần này, cô dẫn tôi đến đây không phải vì tìm chứng cứ sao? Chu Tiếu Ngọc nói, đúng. Cô đứng dậy nhìn căn nhà đá một chút, nhẹ giọng nói tiếp, ở đây lúc trước từng là chỗ đóng quân, sau cách mạng liền rút đi, từ đó về sau Bắc đảo không ai đến thăm cả. Gió thổi mạnh mưa xối xả từ những cửa sổ bị vỡ tiến vào, hai người đến góc tường. Chu Tiếu Ngọc móc ra một ấm nước dã ngoại, dùng loại bếp ga nhỏ để đun nước sôi. Trong lúc này, Trương Dương đã lợi dụng nội lực để làm cho quần áo ướt sũng quanh thân khô lại. Chu Tiếu Ngọc không có bản lĩnh như Trương Dương, cô dựng một cái lều trong nhà đá, chui vào trong mà thay đồ khô ra. Lúc đi ra, mặc một quần dài màu đen bó sát người, bên hông còn cắm một con dao nhỏ, giống như một nữ bộ đội đặc chủng vậy. Trương Dương rót nước sôi ra vừa uống vừa nói, chứng cứ ở đâu? Chu Tiếu Ngọc nói, vào ngày sinh nhật 15 tuổi của chị tôi, cha tôi mang chúng tôi đến đây, lúc 10 giờ, hai chúng tôi ra ngoài cửa chơi trò chơi, làm đội ngũ. Trong đầu của Chu Tiếu Ngọc bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh nhiều màu. 121, 121, 121. Nghiêm, nghỉ, Chu Tiếu Ngọc chắp tay lên hông, tỏ vẻ không phục nói chị, V2I sao luôn là chị hô khẩu hiệu. Chị là chị của em, chị lớn hơn em. Cho nên chị sẽ lãnh đạo em, chị là tướng quân, em là binh sĩ. Không, em không muốn vĩnh viễn là binh sĩ, em cũng muốn làm tướng quân. Tốt, chờ khi em trưởng thành, vóc dáng cao hơn chị thì sẽ để em làm tướng quân. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Chu Tiếu Ngọc không khỏi hiện lên một nụ cười. Trương Dương hỏi, thì ra 121 là ý này, còn 43. Nhắc đến con số này, mặt cười của Chu Tiếu Ngọc lập tức phủ đầy một vẻ yêu thương. 43 là số tuổi của cha tôi, ngày đó sau khi trở về không lâu, cha đã chết trong một vụ tai nạn. Trương Dương thấp giọng nói, xin lỗi. Chu Tiếu Ngọc lắc đầu, không có gì, đã 15 năm rồi, tôi cũng đã quên từ lâu, nhiệt độ bên trong có chút lạnh. Chu Tiếu Ngọc chỉ vào cái ván cửa nói, phá ra làm củi nhóm lửa, buổi tối có thể lạnh hơn, bên ngoài gió to sóng lớn, ngày hôm nay xem ra bọn họ không trở về được rồi. Trương Dương gật đầu. Cầm lấy cây búa dã ngoại mà Chu Tiếu Ngọc đưa cho hắn, bổ cái ván cửa ra một cách thuần thục, thật ra thì với công lực của hắn thì căn bản là không cần dùng búa, chỉ là trước mặt của Chu Tiếu Ngọc tốt nhất là nên thu tay lại một chút. Kinh nghiệm ngoài trời của Chu Tiếu Ngọc hơn hẳn Trương Dương rất nhiều, nhanh chóng châm lửa, cô đem quần áo ướt sũng khi nãy ra hông lại cho khô. Mưa gió bên ngoài càng lúc, cuồng phong thổi mưa bão xối xả qua rừng cây, phát ra những tiếng rít gào trầm thấp, giống như tiếng giống của dã thú. Trương Dương đi đến trước cái cửa bị phá, nhìn ra ngoài mặt biển phương xa, thị lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng không cách nào nhìn xuyên qua một tầng mưa bụi để nhìn về nơi xa. Trương Dương nói, bằng chứng chính xác mà cô nói ở đâu. Chu Tiếu Ngọc nói, ngày đó tôi và chị chơi trò tìm kho báu, chị phụ trách giấu, tôi phụ trách tìm, đến cuối cùng tôi vẫn không tìm được, và trước khi rời khỏi Bắc đảo, chị mới đem bí mật này nói ra. Trương Dương hứng thú hỏi, giấu ở đâu? Chu Tiếu Ngọc nói, bên phải trạm gác đã từng có một ngọn hải đăng, chỉ là đến thời cách mạng thì sập, chị liền giấu trong đống bùn bên cạnh ngọn hải đăng. Trương Dương nói, chúng ta đi nhìn. Chu Tiếu Ngọc gật đầu, mặc áo mưa vào, Trương Dương thì không có được chuẩn bị đầy đủ như cô, cho nên cứ áo thun quần jean nhảy thẳng vào trong mưa gió theo cô. Sức gió rất lớn, Trương Dương lo lắng Chu Tiếu Ngọc bị gió thổi bay đi, nên nắm lấy cánh tay của cô, hai người nhích từng mét đến khu phế tích của ngọn hải đăng. Chỉ là khi đến đây rồi, phế tích rất lớn, phỏng chừng đến mấy trăm mét vuông, cho dù là Chu Tiếu Nguyệt có dấu chứng cứ ở đây, bọn họ cũng không có khả năng đào lên hết được. Chu Tiếu Ngọc đứng giữa trung tâm phế tích, lấy ra một la bàn trong người,
đặt lên trên tay, sau đó vun cổ tay, quan sát đồng hồ dùng để lặn dưới nước, cây kim ở giữa đẩy đến điểm số 10, kim đồng hồ trùng hợp với phương Bắc, xác định vị trí chỉ hướng của kim phút xong, cô dùng tay chỉ về một hướng, rồi bước nhanh qua. Trương Dương đứng một bên nhìn, trong lòng âm thầm bội phục, loại phương pháp giấu đồ này đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy, nhưng mà, bí mật này thuộc về hai chị em, người ngoài không cách nào hiểu được hàm nghĩa của những con số bên trong. Chu Tiếu Ngọc đi đến một tảng đá trong phế tích, dùng cây búa cắm trại đào xuống dưới. Trương Dương chủ động nhận việc, nói, để tôi. Hắn cầm lấy cây búa, bắt đầu đào bới dù cho mưa gió trên cao, không bao lâu sau thì đào trúng một vật cứng, có thể cảm thấy được vật thể này cũng làm bằng kim loại. Trương Dương móc bùn đất xung quanh ra một bên, sau đó dùng tay để đào, chỉ một lát sau, liền lấy lên một cái hộp nhỏ, chiếc hộp được bao phủ bởi một cái túi ni lông. Xuyên qua túi ni lông có thể thấy được, trên cái hộp có dán hình ảnh hai chị em chụp chung khi còn bé. Chu Tiếu Ngọc vừa nhìn thấy tấm ảnh ấy thì vành mắt lập tức đỏ lên, cô tiếp lấy cái hộp từ trong tay của Trương Dương, chăm chú ôm vào ngực, nước mắt rơi xuống liên tục. Trương Dương cất tiếng nói, chúng ta trở về nhanh nào, đừng đứng dưới mưa mãi. Chu Tiếu Ngọc gật đầu, dưới sự bảo vệ của Trương Dương, một lần nữa quay trở về nhà đá, lửa trại trong nhà đá đã gần lụi tàn. Trương Dương lại cầm cây búa dã ngoại đi vào trong phòng bổ cái tủ gỗ ra, và một lần nữa làm cho lửa lên lại. Lần này, Trương Dương lại thành công sấy khô đồ của mình, nội lực hùng hậu đúng thật là hay, làm cái gì cũng tiện, hong khô cơ thể rất nhanh, và hiệu suất cực cao, đưa mắt ra nhìn khắp thế giới này, thì cũng chỉ có Trương Đại Quan Nhân là độc nhất thôi. Chu Tiếu Ngọc lại chui vào trong lều thay một bộ đồ khác, cô ta chậm chạp không chịu mở cái hộp ra, Trương Dương có chút không nhịn được, cái gì vậy? Cô không muốn coi bên trong là gì sao? Chu Tiếu Ngọc nói, tôi đang nhớ chị của tôi. Trương Dương nói, vậy cô cứ từ từ mà nhớ đi, dù sao thì chúng ta nhất thời cũng không thể quay về, tôi đi ngắm phong cảnh. Trương Dương bước ra ngoài cửa, nhìn sóng trắng ngập trời ngoài khơi, mưa hình như đã ít đi một chút, nhưng mà gió lại lớn hơn. Trương Dương xoa xoa cánh tay, bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề, tối hôm nay thật sự phải qua đêm trên đảo với Chu Tiếu Ngọc sao? Chu Tiếu Ngọc vẫn tiếp tục không chịu mở cái hộp như cũ, lúc này cô đã ổn định được tinh thần, đặt cái hộp qua một bên, lấy ra một ít đồ ăn từ trong cái túi của cô, rồi khoát tay với Trương Dương, lại ăn một chút đi. Trương Dương cười nói, tôi cũng hơi đói rồi. Đồ ăn do Chu Tiếu Ngọc mang theo cũng khá là phong phú, có gà quay, có thịt bò, có cá, mà còn cả một chai rượu XO, cô ta uống một ngụm, sau đó đưa cho Trương Dương. À, cái này phải nói rõ luôn đây toàn là đồ hộp. Chứ nếu không có người lại nghĩ đây là cái túi thần kỳ của Doraemon. Trương Dương cũng không khách khí, ngửa đầu uống một ngụm lớn, không ngờ rằng bên trong toàn là rượu sái, rượu nước hai. Trương Dương nhấp miệng nói, rượu sái, một cô gái như cô sao lại uống rượu mạnh như vậy? Chu Tiếu Ngọc nói, tôi rất ít uống rượu, mang theo chai rượu là vì chống lạnh. Trương Dương có chút tò mò hỏi, cô ở bên Úc làm cái gì vậy? Chu Tiếu Ngọc nói, tôi là nghiên cứu về sinh vật biển. Hơn nửa thời gian đều ở trên biển làm nghiên cứu. Trương Dương nói, vì sao lại chọn công tác này? Chu Tiếu Ngọc nói, tôi cảm thấy rằng giao tiếp với động vật đơn giản hơn là giao tiếp với con người nhiều, cô ta thả một gói mì ăn liền vào trong cái nồi. Trương Dương dùng dao nhỏ để cắt thịt bò, con người cũng là động vật. Con người là động vật tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Trương Dương không nói gì, lại uống rượu, mưa gió bên ngoài lại lớn hơn. Sắc trời hầu như trong nháy mắt đã tối đen lại, bóng đêm đang lẳng lặng bao phủ cả bắc đảo. Chu Tiếu Ngọc đem mì gói đã luộc chín đưa cho Trương Dương, ăn xong rồi đi ngủ sớm đi. Trương Dương cười nói, cô biết đấy, bây giờ tôi vẫn chưa muốn ngủ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào cái hộp. Chu Tiếu Ngọc đương nhiên biết Trương Dương quan tâm nhất chính là thứ bên trong chiếc hộp, cô dùng dao mở niêm phong của cái hộp ra, khi cái hộp được mở ra, liền nhìn thấy bên trong có một sấp văn kiện. Trong lòng Trương Dương vui mừng, trải qua rất nhiều khó khăn rốt cục đã tìm thấy được di vật của Chu Tiếu Nguyệt. Chu Tiếu Ngọc đem tất cả mọi thứ bên trong ra, bên trong có nhật ký, có thư từ, có ảnh chụp, cầm tấm ảnh liên nhìn, phần lớn đều là ảnh chụp thân mật của Chu Tiếu Nguyệt và bí thư ủy ban pháp chính Đường Hưng Sinh cả. Lú Trương Dương xem ảnh, thì Chu Tiếu Ngọc lật cuốn nhật ký ra xem, vừa xem mà nước mắt không khỏi rơi xuống, cô run giọng nói, trong từng ấy năm, chị của tôi luôn âm thầm lui tới với Đường Hưng Sinh. Đường Hưng Sinh giúp cho công việc của chị được thuận lợi, còn chị thì phụ trách rửa tiền cho Đường Hưng Sinh. Trương Dương thở dài, nhìn Chu Tiếu Nguyệt trong ảnh chụp, chẳng biết vì sao hắn lại nhớ đến Hải Lan,
So với Hải Lan, thì Chu Tiếu Nguyệt bất hạnh hơn, lúc Hải Lan khó khăn nhất đã gặp được hắn, mà Chu Tiếu Nguyệt thì lại không có phúc như vậy, cuối cùng hồng nhan bạc mệnh chết oan uổng, có số phận giống với cô ta còn có Âu Dương Như Hạ, khi mà đàn bà vì quyền thế mà bán đứng bản thân, kết quả cuối cùng thường rất bi thảm. Trương Dương xem qua một phần tư liệu, hắn nói rất xác định, dựa vào những tư liệu này nhất định có thể chỉ tội Đường Hưng Sinh, cái thường dùng để chỉ tội một cán bộ là vấn đề tác phong và vấn đề kinh tế, Đường Hưng Sinh hiển nhiên là chiếm cả hai cái. Chu Tiếu Ngọc nói, trong nhật ký của chị tôi có nhắc đến một người tên là Tiểu Trang, chỉ là tôi chưa từng nghe chị tôi nói qua. Trương Dương cầm lấy nhật ký, bên trong có viết, mình chưa từng tin vào tình yêu. Chỉ là Tiểu Trang đã làm cho mình hiểu được trên đời này thì ra thật sự có tình yêu tồn tại, mỗi lần nhìn thấy con mắt thâm tình của anh ấy, mình luôn cảm thấy áy náy, mình là một người đàn bà không sạch sẽ, mình không xứng với anh ấy, mình nên giải thích với anh ấy thế nào đây? Mình không dám chấp nhận tình cảm của anh ấy, hoặc là chỉ khi nào thoát khỏi tất cả hiện tại, mình mới có thể một lần nữa làm lại, mình mới có thể đường đường chính chính đối mặt với Tiểu Trang, mình phải rời khỏi Nam Thích, mình phải rời khỏi Trung Hoa. Trương Dương nói, có thể Tiểu Trang chính là nguyên nhân thật sự làm nảy sinh mâu thuẫn giữa chị cô và Đường Hưng Sinh. Chu Tiếu Ngọc nói, tôi không biết Tiểu Trang là ai, vì sao từ khi chị của tôi gặp chuyện không may đến bây giờ thì người này cũng không thấy xuất hiện. Chị của tôi khi còn sống cũng không đề cập đến người này. Trương Dương nói, hay hắn là một kẻ nhu nhược, bởi vì sợ nên bỏ chạy, hoặc là hắn cũng giống như chị của cô. Lời tiếp theo tuy rằng Trương Dương không nói hết, nhưng Chu Tiếu Ngọc vẫn hiểu rõ. Chính là Tiểu Trang đã không còn trên nhân thế. Trương Dương lật trang tiếp theo tiếp tục xem. Ngày 14 tháng 2, theo phương Tây hẳn là lễ tình nhân, mình đã không nhìn thấy Tiểu Trang một tuần rồi, mình không biết anh ấy đã đi đâu. Hay là anh ấy đã biết tất cả của mình, hay là anh ấy không muốn nhìn thấy mình nữa, chỉ là mình biết rõ rằng mình yêu anh ấy, trên đời này không có người thứ hai nào có thể làm cho mình xúc động được, vô luận là anh ấy đi đâu, mình đều phải tìm được anh ấy. Đêm nay sẽ là lần cuối cùng mình gặp mặt với lão Đường, mình phải rời xa hắn. Tiếp theo bị gián đoạn nhiều ngày, mãi cho đến ngày 28 tháng 2. Trời vẫn đầy mây như cũ, tính tình của lão Đường rất nóng nảy, từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn đánh mình, hắn chửi mình là một con đờ, hắn nói có thể hủy diệt tất cả của mình, hắn quá tự tin, hắn quên mất những năm nay hắn đã tham ô bao nhiêu tiền rồi, hắn đã quên rằng từ khi biết mình thì đã làm ra bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức. Vinh quang của hắn tất cả chỉ là giả vờ, ngoại trừ vẻ bề ngoài, bên trong của hắn toàn bộ đã mục rữa. Ngày 7 tháng 3, Tiểu Trang đã rời đi đúng một tháng, mình không biết anh ấy sống hay chết, không biết anh ấy còn trên nhân gian không, mình hoài nghi chuyện này có liên quan đến lão Đường, tuy rằng hắn cũng không nhắc đến Tiểu Trang trước mặt mình, chỉ là từ trong ánh mắt của hắn mình cảm thấy được, có thể hắn đã biết chuyện của mình và Tiểu Trang, nếu như chuyện này có liên quan đến hắn, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lão Đường chưa bao giờ nói yêu mình, hắn coi mình trở thành đồ chơi, hắn là một kẻ cực kỳ cực đoan và ích kỷ. Bất kỳ thứ gì của hắn cũng không muốn cho người khác đụng vào. Lão Đường vừa mới đập một bình sứ, một món mà hắn rất thích, bình hoa thời Tống, có giá hơn 300 ngàn, hắn cố ý, rõ ràng là hắn đưa cho Phó Liên Thắng thưởng thức, chỉ là sau khi Phó Liên Thắng vừa đi thì hắn liền đập vỡ, hắn nói là đồ của mình không thích người khác chạm vào, nếu Phó Liên Thắng chạm vào, hắn tình nguyện hủy diệt bình hoa. Trang cuối cùng của cuốn nhật ký là ngày 11 tháng 3, bên trong chỉ có 3 chữ. Mình rất sợ. Chương 418, vén mây lộ mặt trời. Nhật ký viết đến đây là dừng, Chu Tiếu Nguyệt sợ sẽ có những thứ không nói cũng hiểu. Chu Tiếu Vân vì số mệnh bi thảm của chị mình mà tinh thần sa sút, Trương Dương cũng không biết phải an ủi cô ta như thế nào. Bóng đêm đã buông xuống, mưa gió vẫn chưa có chút dấu hiệu yếu đi nào. Tuy căn nhà đá ở trên đỉnh của đảo nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng gió bão thổi làm sóng đập mạnh vào hai bên bờ, thật làm cho người ta cảm nhận được sự lớn mạnh của thế giới tự nhiên. Chu Tiếu Vân bật chiếc đèn nhỏ trong chiếc lều ra, đắp xong áo ngủ, liền nói với Trương Dương, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai nếu như mưa bão tạnh một chút thì chúng ta phải nhanh chóng trở về. Trương Dương gật đầu, cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng đối với Trương Dương mà nói không phải là lần đầu tiên. Nhưng cùng ngủ trong một chiếc lều quả thật là một trải nghiệm mới mẻ. Có điều Trương Dương cũng không phải là loại thấy sắc là động lòng. Chúng ta là đảng viên Đảng Cộng sản, cán bộ quốc gia thì phải có sự kiềm chế, tuy là Chu Tiếu Vân cơ thể cũng rất nóng bỏng, nhưng giữa nam và nữ cũng nên có tình hữu nghị cách mạng thuần khiết. Chu Tiếu Vân vẫn không biết lúc này Trương Dương đang phải đấu tranh tư tưởng.
Cô ta chui vào trong túi ngủ của mình, ngủ thiếp đi, có điều trong tay vẫn cầm một con dao nhọn của quân ngũ, vì thế Trương Dương đại quan nhân đã thấy người ta có sự cảnh giác với mình, nếu như mình dám sờ vào thì Chu Tiếu Vân nhất định sẽ không chút do dự mà cho hắn vài đao. Trương Dương cười lắc đầu, Chu Tiếu Vân đã quá xem thường cảnh giới tư tưởng của mình rồi. Hắn cũng chui vào túi ngủ, một lát sau Chu Tiếu Vân liền tắt đèn, bên ngoài kia tiếng sóng vỗ vào đá vẫn vang lên không ngừng. Trong bóng tối, Chu Tiếu Vân nói, Trương Dương, Đường Hưng Xanh là bí thư chính pháp ủy thành phố Nam Tích, nếu chỉ dựa vào những chứng cứ này liệu có đủ để lật đổ y không? Trương Dương nói, không cần phải sợ, loại ngựa hại cả đàn tất sẽ chịu sự trừng phạt. Chu Tiếu Vân nói, trong chốn quan trường luôn là quan quan tương hộ, bảo vệ lẫn nhau, những viên quan đó kết bè kết phát, lần này kẻ chúng ta động chạm vào không phải chỉ là lợi ích của một mình Đường Hưng Xanh. Trương Dương cười ha ha, cô đã nhìn chốn quan trường của Trung Quốc quá ảm đạm rồi, những kẻ giống như Đường Hưng Xanh chỉ chiếm số ít thôi, đa phần các cán bộ vẫn là người tốt, nếu cô đã biết câu quan quan tương hộ thì cũng nên biết một câu khác nữa. Câu gì? Đại nạn đến, mạng ai nấy lo. Chu Tiếu Vân cũng cười, cô ta nói nhỏ, cảm ơn cậu Trương Dương, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ có một người bạn như cậu. Câu nói này của Chu Tiếu Vân làm cho trái tim của Trương Dương như tan ra. Câu nói này đã chứng minh cho sự cao thượng của hắn, Trương đại quan nhân quyết định sẽ tiếp tục cao thượng. Hai người nói chuyện rất lâu, nói về quá khứ, nói về nhân sinh, nói về công việc của nhau, Trương Dương phát hiện ra tâm thái của Chu Tiếu Vân giống như một cao nhân thế ngoại, nếu như không phải vì chuyện của cô ấy chắc sẽ không bước vào cái xã hội hiện thực hỗn độn này đâu. Chu Tiếu Vân nói, cuộc sống mà tôi thích nhất chính là được ở cùng với sinh vật biển cả. Trương Dương nói, còn chồng tương lai của cô thì sao? Nhắc đến chuyện này, giọng nói của Chu Tiếu Vân trở nên đầy ngọt ngào, anh ấy là một người chuyên một lòng nghiên cứu về biển cả, điểm chung của chúng tôi là đều thích biển, tôi chưa từng nói cho anh ấy chuyện của chị tôi không muốn anh ấy tham gia vào, cũng không muốn anh ấy lo lắng cho tôi, đợi sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ nhanh chóng trở về với cuộc sống trước đây. Trương Dương nói, yên tâm đi, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Chu Tiếu Vân ừ một tiếng, sau đó trầm mặc rất lâu. Trương Dương cũng nhắm mắt nghe tiếng sóng vỗ, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. 3 giờ rạng sáng, Trương Dương đột nhiên bị Chu Tiếu Vân lay tỉnh, hắn mở to hai mắt ra lại thấy Chu Tiếu Vân làm dùng tay ra hiệu chớ nói với hắn, thấp giọng nói, có người tới. Trương Dương hơi ngẩn ra, thời tiết như thế này sao lại có người mạo hiểm để ra cái đảo nhỏ này. Hắn đứng dậy đi về phía Chu Tiếu Vân. Lại thấy ở vị trí đặt thuyền của bọn họ đang có ánh đèn lấp lóe, chắc là có thuyền nào đó đang lại gần. Gió mưa bên ngoài đã nhẹ đi nhiều, xem ra chắc họ chờ mưa gió bớt lớn mới tới. Ý nghĩ đầu tiên của Trương Dương là cũng có thể con thuyền đó đến để cứu bọn họ, thuyền của bọn họ không trở về, ông chủ cho thuê thuyền nói không chừng đã báo cảnh sát, nhưng nghĩ lại thấy không giống. Chu Tiếu Vân có chút sợ hãi bám vào tay Trương Dương, thấp giọng nói, bọn họ chắc là đến để hủy chứng cứ. Trương Dương thấp giọng nói, sự việc chưa chắc đã tồi tệ như cô nghĩ đâu. Có điều, miệng nói là như thế nhưng trong lòng cũng nghĩ như cô ấy. Chu Tiếu Vân nói, phải tìm chỗ trốn trước đã, ở đây rất nguy hiểm. Trương Dương gật gật đầu, Chu Tiếu Vân nhanh chóng thu dọn đồ, cùng Trương Dương rời khỏi căn nhà đá. Trước khi đi cô ấy còn bật chiếc đèn nhỏ trong chiếc lều, Trương Dương lập tức hiểu được ý đồ của cô ấy. Chu Tiếu Vân thấp giọng nói, ở phía sau núi có một cái động. Chúng ta đến đó trốn trước. Trương Dương không biết địa hình ở đây, đương nhiên tất cả sẽ nghe theo sự sắp đặt của Chu Tiếu Vân, hắn cũng không bận tâm lắm đến mấy kẻ đang đến. Nếu như thật sự là đến để diệt khẩu thì vừa hay hắn sẽ bắt chúng về làm chứng cớ, đến một kẻ thì bắt một kẻ, đến hai kẻ thì bắt hai kẻ, về điểm này thì Trương đại quan nhân rất tin tưởng. Chu Tiếu Vân dẫn Trương Dương đội mưa đến chỗ động sau núi, bây giờ sức gió đã giảm đi nhiều, tuy mưa vẫn chưa tạnh, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của họ. Trên đường đi Trương Dương không ngừng quay đầu lại nhìn, ánh đèn phía dưới núi đã tắt, mấy tên khách không mời mà đến đó chắc đã lên núi rồi. Chu Tiếu Vân nhắc nhở hắn, mau đi thôi, chớ để chúng phát hiện ra hành tung của chúng ta. Trương Dương nói, cho dù có phát hiện ra thì đã sao? Chu Tiếu Vân lại không có tự tin như hắn, mà vẫn có chút căng thẳng nói, vạn nhất chúng có súng thì sao? Trương Dương cười khinh thường. Có điều hắn cũng không dám quá khinh địch, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ai mà biết có bao nhiêu người đến, vạn nhất có mấy tên trốn trong chỗ tối bắn súng thì mình không chắc sẽ không bị thương, mà cho dù hắn có phần nắm chắc nhưng Chu Tiếu Vân thì sao?
Trương Dương nói, chúng ta trốn trước đã, đợi khi trở về thì tính sổ với chúng sau. Chu Tiếu Vân dẫn Trương Dương tới được cửa động, sau đó men theo cầu thang đi thẳng xuống dưới, lại xuất hiện một cái cửa động đen thui, Chu Tiếu Vân bật đèn pin lên, chiếu về phía trước, lại thấy một biểu ngữ được treo bên ngoài, đả đảo chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Căn động này vào thời cách mạng văn hóa đã được tu sửa đi rất nhiều, Chu Tiếu Vân nói, cái động này thông suốt cả đảo, có điều đoạn ở giữa đã bị người ta bịt kín rồi, nơi này làm nơi ẩn thân chắc không có vấn đề gì. Cô ấy chưa nói xong thì chợt nghe thấy mấy tiếng súng. Chu Tiếu Vân và Trương Dương nhìn nhau, lời của cô ấy đã được kiểm chứng rồi, quả nhiên có người mang súng tới, có thể đoán được mấy tiếng súng đấy là nhằm bắn vào trong lều, giả dụ như bọn họ không kịp thời phát hiện ra những kẻ đó chỉ e rằng bây giờ trên người đã găm thêm mấy phát đạn rồi. Trương Dương cắn răng chửi rủa, mẹ nó, tôi không xử chết mấy tên này không được. Chu Tiếu Vân nói, bọn họ có súng, chứ có manh động. Yên tâm đi, cái động này rất kín, bọn chúng sẽ không tìm ra đâu. Trương Dương không nói nữa, Chu Tiếu Vân đưa cho hắn chiếc rìu thường dùng đi cắm trại phòng ngừa lúc bất trắc. Bọn họ đợi ở trong động khoảng 20 phút, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chó sủa, Chu Tiếu Vân kinh hãi nói, chó săn. Trương Dương cười lạnh nói, thật là không đơn giản, ngay cả chó săn cũng đem tới. Chu Tiếu Vân nhăn mày nói, chó săn rất giỏi đánh hơi, nhất định sẽ có thể tìm được đến đây. Trương Dương, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Trương Dương lắc đầu nói, đi tiếp cũng chỉ có một con đường chết, bọn chúng chỉ cần đến đây tôi sẽ một lưới thu sạch. Hắn lại nói tiếp, cô trốn vào bên trong trước đi. Chu Tiếu Vân lắc đầu nói, không, tôi sẽ ở lại đây giúp cậu. Trương Dương cười nói, đừng có giúp thêm phiền có được không? Bọn họ có súng, một mình tôi còn nắm chắc sẽ tránh được đạn, nhưng thêm cô vào tôi khẳng định sẽ bị phân tâm. Chu Tiếu Vân nghe hắn nói như vậy cũng đành gật đầu, dặn dò cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Trương Dương nói, kẻ phải cẩn thận phải là bọn chúng mới đúng. Chu Tiếu Vân lui về phía sau, cô ấy cũng chưa đi được xa lắm thì đã nghe thấy tiếng chó sủa ngày càng gần. Ở cửa động, một con chó đứng sủa không ngừng. Bốn gã đàn ông đứng vây quanh cửa động, một gã hơi thấp trong đó nói, tao đi vào trước, thằng hai thằng ba đi phía sau tao. Thằng tứ đứng bên ngoài đợi. Gã đứng bên phải nói, đại ca, hay là cứ để răng đen đi vào dò đường trước, bên trong chắc chắn có mai phục. Tên lùn phất tay một cái, mắt con chó sáng lên, nó men theo cầu thang sát đi từng bước xuống, bốn tên kia cũng lần lượt đi theo, trong tay chúng đều có súng. Tên lùn ngồi xổm người xuống, xoa lưng con chó. Thì thầm vào tai nó, con chó liền nhẹ nhàng không phát ra tiếng động mà chui vào hang. Mấy tên đó dùng đèn pin chiếu về phía trước và đi theo hướng con chó đi. Con chó xông rất nhanh về phía trước, khi Trương Dương phát hiện ra thì nó đã cách hắn khoảng 5 mét, con chó đó hai chân sau khuỵu xuống như lấy đà rồi phi về phía chỗ Trương Dương đang nấp. Trương Dương vung chiếc rìu trong tay lên, chuẩn xác không một chút lệch chém thẳng vào cổ nó. Con chó tuy rất hung tợn nhưng với một nhát rìu của Trương đại quan nhân lập tức thân đầu mỗi thứ một nơi, ngay cả kêu một tiếng cũng không được, ngã vật luôn xuống đất. Răng đen, cùng với tiếng kêu thảm thiết là một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn về phía Trương Dương kịp thời tránh được, viên đạn bay trúng vào cột bùn đất sau lưng chỗ hắn trốn lúc nãy, mùi thuốc súng bốc lên. Trương Dương cắn chặt răng, nghĩ rằng xem ra hôm nay phải đại khai sát giới rồi. Hắn yên lặng nghe ngóng. Tiếng bước chân cách chỗ mình càng lúc càng gần, đối phương cũng rất cẩn thận. Trương Dương từ từ quỳ xuống, nắm một đống bùn đất phía dưới chân, ném về phía đối diện, mấy tên đó đồng thời bắn súng về phía phát ra tiếng động. Trương Dương nắm lấy thời cơ, nhảy người lên, chiếc rìu trong tay vung qua. Trong thời khắc tia lửa súng bắn ra thì bỗng từ trong không trung tối mịt, chiếc rìu bay nhanh như gió, chém thẳng vào đầu của tên cao nhất. Tên lùn bi thương gào lên, thằng hai. Hắn liên tiếp bắn hai phát về phía Trương Dương, cơ thể Trương Dương lại như có ma lực, thoát cái đã trốn vào một bên động. Không để cho đối phương kịp phản ứng, hắn đã xông lên trước mặt, hai tay đồng thời đánh hai quyền vào dưới cằm của hai tên còn lại, khiến chúng bay văng ra xa, trọng quyền của Trương Dương vốn là thứ chúng không thể chịu được, hai tên đó bay ra và đập đầu vào đống bùn đất cứng đối diện. Trương Dương thở phào một hơi, nhờ ánh sáng của đèn pin hắn nhặt lấy khẩu súng dưới đất, lại nhìn cái tên cao nhất. Chiếc rìu găm thẳng vào đầu gã, máu tươi và não không ngừng chảy ra từ vết thương, tay gã không ngừng rượt rượt, rõ ràng là đã không thể sống nổi rồi. Trương Dương lục soát người chúng một lát, lại tìm thấy còng tay từ trên người hai tên trong số đó, hắn hít một hơi, lẽ nào những kẻ này lại là cảnh sát?
Chu Tiếu Vân nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì, trong lòng thấp thỏm không yên, chiếc dao trong tay cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Trương Dương xoay người nói, có thể ra được rồi, an toàn rồi. Chu Tiếu Vân lúc này mới thở phào một hơi, cô ta bước đến chỗ Trương Dương, Trương Dương đang dùng còng tay còng hai tên còn sống lại, khi Chu Tiếu Vân quay sang nhìn thấy một tên bị rìu chém vào đầu mà chết, sợ giật cả mình, lớn tiếng hét lên. Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vào vai cô ta, tỏ vẻ an ủi. Chu Tiếu Vân định thần một lúc mới nói, cậu, giết người rồi. Trương Dương nói, phòng vệ chính đáng, giết một tên bắt hai tên. Lúc này tên lùn mới tỉnh lại, gã đau đớn hét lớn, đồ khốn nạn, mày giết chết em tao rồi. Trương Dương vung tay tát cho gã một bạt tai, nếu như không phải chúng mày muốn giết tao thì cũng sẽ không đến nước này, đây gọi là trả giá. Trả giá cái con mẹ mày. Trương Dương lại xông tới cho gã một quyền vào mũi, máu mũi gã bắn ra, gã lại gục xuống đất xỉu đi. Trương Dương lạnh lùng nói, đều là những đứa chẳng ra gì. Chu Tiếu Vân mang theo máy ảnh, cô ta liền chụp lại khuôn mặt mấy kẻ đó một lượt. Trương Dương đứng dậy nói, chúng ta rời khỏi đây thôi. Chu Tiếu Vân nói, thế bọn chúng phải làm thế nào? Trương Dương khinh thường nói, để cho chúng tự sinh tự diệt. Chu Tiếu Vân không khỏi a lên một tiếng, không ngờ Trương Dương làm việc lại máu lạnh như thế. Trương Dương cười nói, cô tưởng thật sao? Chúng ta không thể đem theo hai tên đó về cùng được, đợi trở về sau đó sẽ bảo cảnh sát đến tìm chúng. Chu Tiếu Vân gật đầu, đi theo Trương Dương ra ngoài. Hai người vừa bước tới cửa động thì đột nhiên một tiếng súng vang lên, dường như cùng lúc đó Trương Dương đã bộc phát bản năng của mình, một tay đẩy Chu Tiếu Vân ra, vai trái của hắn như bị muỗi đốt một cái, nhất thời mất đi chi giác. Tay phải Trương Dương dùng một tốc độ kinh người rút súng ra, nhắm chuẩn vào đầu đối phương, chỉ một phát đối phương đã ngã gục. Chu Tiếu Vân kinh hãi nói, cậu bị thương rồi. Trương Dương lắc đầu nói, chuyện nhỏ, không sao cả. Thực tế thì không nhẹ nhàng như hắn nói. Máu tươi trong phút chốc đã làm ướt cả vai hắn. Trương Dương nhanh chóng điểm mấy huyệt trên người mình, ngăn cho máu không chảy nữa, tránh để mất máu quá nhiều. Vì lo lắng bên ngoài còn có mai phục, Trương Dương liền để cho Chu Tiếu Vân ở đó chờ một chút để hắn leo lên trước, xác định bên ngoài không có người khác mai phục mới ra hiệu để Chu Tiếu Vân trèo lên. Kẻ áo đen bị Trương Dương bắn đang bò sang bên cạnh động, máu tươi chảy ra thành một vệt dài. Chu Tiếu Vân không dám nhìn kẻ bị chết đó. Trương Dương liền lợi dụng cơ thể để che đi người chết, tránh để cho Chu Tiếu Vân nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của người chết. Hắn đưa cô ấy trở về căn nhà đá, bên trong căn nhà đá vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng nhức mũi, trên chiếc lều cũng dính thêm mấy viên đạn. Lúc này trời cũng đã sáng, bầu trời tuy ảm đạm nhưng mưa gió đã ngừng. Bọn họ đến chỗ bãi cát trên hòn đảo nhỏ, sóng biển đêm qua còn không ngừng rít gào giờ đã êm đềm dịu dàng lại, bọn họ bước nhanh lên chiếc cano màu trắng. Chu Tiếu Vân nói, cũng không tồi, còn mang tặng chúng ta một phần quà nữa chứ. Trương Dương cười cười, khuôn mặt hắn có chút nhợt nhạt, Chu Tiếu Vân ân cần hỏi, cậu bị thương ở đâu? Trương Dương nói, không sao, trên vai thôi, máu đã ngừng chảy rồi, chúng ta về rồi hãy nói. Chu Tiếu Vân vẫn có chút lo lắng nhìn hắn, tìm trong chiếc cano chiếc áo cứu sinh khoác vào cho hắn. Chiếc cano lái nhanh hướng về phía đất liền, Trương Dương ngồi dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại. Tay phải luồn qua cổ áo giữ chặt vết thương bên vai trái lại. Hắn không nhớ được đây là lần thứ mấy mình bị trúng đạn nữa. Mỗi lần bị thương lại làm hắn hiểu ra một chuyện, mình ở trên đời này không phải là vô địch, bất kể một thứ vũ khí hiện đại hóa nào cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của hắn. Viên đạn đã làm bị thương huyết quản trên vai của hắn, Trương Dương không dám mạo hiểm ép đạn ra, một khi thiếu mất sự chèn ép của đầu đạn sẽ làm cho một lượng máu lớn trào ra. Chu Tiếu Vân lái cano, bình tĩnh hướng về phía đất liền. Chu Tiếu Vân nói, những người đó rốt cuộc có phải là do Đường Hưng Xanh phái đến không? Trương Dương nói, mục đích của chúng chính là hủy chứng cớ, chó cùng dứt dậu, Đường Hưng Xanh vì muốn ngăn cản chúng ta vạch mặt hắn tất đã dùng kế được ăn cả ngã về không? Chu Tiếu Vân nói, vậy chúng ta nên đưa những chứng cứ này cho ai? Bên Nam Thích rốt cuộc ai mới đáng tin đây? Trương Dương thấp giọng nói, tôi tin rằng đa phần mọi người không dính dáng đến Đường Hưng Xanh, hắn tuy là bí thư chính pháp ủy tỉnh Nam Tích nhưng vẫn chưa đến mức độ một tay che trời đâu. Khi đến gần bờ thì điện thoại cuối cùng cũng có tín hiệu. Trương Dương đột nhiên nhớ tới một người, bạn cũ Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng đến Nam Tích làm phó cục trưởng cục công an cũng đã được một thời gian rồi, luôn rất im lìm, Trương Dương trước khi đến Tĩnh Hải học cũng đã từng muốn đi tìm gã,
nhưng luôn không có cơ hội. Hai hôm trước Chu Tiếu Vân bị Vu Oan trộm cắp, Trương Dương cũng định để Trương Đức phóng ra mặt, nhưng những sự việc sau này chứng minh đều là do Đường Hưng Xanh đứng sau giật dây. Trương Đức Phóng chỉ là một phó cục trưởng cục công an, cho dù tìm gã cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể làm khó cho gã mà thôi, cho nên Trương Dương đã từ bỏ ý định đấy. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Trương Dương đã có được chứng cứ Đường Hưng Xanh làm loạn kỷ cương, lật đổ được Đường Hưng Xanh, đối với một phó cục trưởng như Trương Đức Phóng mà nói đúng là một đại công, cũng vì thế mà giúp gã dẹp bỏ được các chướng ngại trên con đường làm quan. Đây là một món quà không thể lớn hơn mà Trương Dương dành tặng cho Trương Đức Phóng. Lúc Trương Đức Phóng bị chuông điện thoại làm tỉnh rất là vừa đúng 5 giờ 20 phút sáng, Trương Đức Phóng có chút buồn bực, lầm bầm mấy câu, nhìn số điện thoại hiển thị trên di động, hắn hơi do dự một lát, Trương Dương. Trương Đức Phóng do dự cũng không phải là không có lý do, chuyện Trương Dương giữa đường đánh cảnh sát đã bị làm lớn lên. Thân làm phó cục trưởng cục công an gã đương nhiên hiểu rõ tình hình. Trương Đức Phóng là người khéo đưa đẩy, gã đến Nam Tích chưa lâu, căn cơ vẫn còn chưa vững. Hơn nữa Đường Hưng Xanh con người này không phải là nhân vật vừa, Trương Đức Phóng từ khi đến đây cũng coi như là khá vui vẻ hòa hảo với y. Gã còn nghe một nguồn tin đáng tin cậy nói, Đường Hưng Xanh rất có khả năng sẽ được điều về tỉnh làm phó sở trưởng sở công an, hơn nữa còn là nhân vật có khả năng năm sau kế nhiệm sở trưởng sở công an. Suy đi tính lại, Trương Đức Phóng đương nhiên sẽ không muốn vì Trương Dương mà lật mặt với Đường Hưng Xanh rồi. Những chuyện phiền phức này hắn càng tránh xa càng tốt. Trương Đức Phóng nhìn điện thoại. Một mực không nhấc, đợi khi chuông điện thoại ngừng rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không được quá lâu, điện thoại lại kêu lên, là tin nhắn, gã mở ra, thấy có một dòng chữ, Trương Đức Phóng, cậu đi chết đi. Trương Đức Phóng bất giác cười khổ, tên này đúng là quỷ gây họa, hôm nay không biết lại có chuyện gì muốn phiền mình đây. Gã đang do dự có nên trả lời Trương Dương không thì chuông điện thoại lại vang lên. Trương Đức Phóng không còn cách nào khác, lại nhấc điện thoại lên. Lần này gã nhấc điện thoại rất nhanh, không đợi Trương Dương mở lời, gã đã giả giọng tức giận nói, ai thế? Không muốn để cho người khác ngủ sao? Trương Dương cười lạnh nói, Trương Đức Phóng, cậu bớt giả vờ đi, lập tức mặc quần áo vào cho tôi, xảy ra chuyện lớn rồi. Trương Đức Phóng vẫn còn giả vờ, Trương Dương à, tên tiểu tử này sao mới sáng sớm đã làm ầm ĩ không cho tôi ngủ thế? Ngủ cái đầu cậu ý. Còn ngủ nữa thì chức cục trưởng cục công an tỉnh Nam Tích sẽ rơi vào đầu người khác đấy. Trương Đức Phóng nghe thấy câu này lập tức tỉnh hẳn, gã thấp giọng nói, chuyện gì vậy? Cậu lại làm gì rồi? Trương Dương nói, tôi cũng không muốn phí lời với cậu nữa, cậu bây giờ hãy lập tức hành động, hãy chọn ra những cấp dưới thân tín nhất của cậu trong cục công an để chuẩn bị hành động. Chứng cứ phạm tội tham nhũng của Đường Hưng Xanh đều đã nằm trong tay tôi, tối qua hắn còn sai mấy người đến tìm tôi diệt khẩu. Hôm nay tôi sẽ tìm hắn tính sổ. Trương Đức Phóng nghe mà hãi hùng khiếp vía, việc này thực sự là quá đột ngột, bình thường cũng chưa từng nghe nói chuyện Đường Hưng Xanh tham ô, gã luôn cho rằng y là một vị quan tốt. Gã vẫn bán tín bán nghi hỏi, Trương Dương, những lời này không thể nói bừa được, danh tiếng của cục trưởng Đường không tồi đâu. Trương Dương nói, sao có một thời gian không gặp mà cậu đã biến thành một kẻ giả dối như vậy rồi? Người muốn y lật đài nhất không phải là cậu sao? Y không phải là con hổ đứng cản đường tiến của cậu sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Đức Phóng cười khổ nói, không thể nói như vậy được. Trương Dương cắt lời gã, cậu mau hành động đi, nể tình bạn bè tôi mới tặng phần công lao này cho cậu. Không giấu gì cậu, lần này tôi đến Tĩnh Hải là có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chính là điều tra chuyện của Đường Hưng Xanh, tôi là thay mặt kỷ ủy tỉnh đến. Tối qua ở Bắc Đảo tôi đã gặp phục kích. Có 4 tên mang theo vũ khí đến giết tôi diệt khẩu, bị tôi xử chết 2 tên, còn có 1 con chó nữa, 2 tên còn lại đã bị tôi còng và vứt ở trong động sau núi rồi. Trương Đức Phóng nghe đến đây mới nhận thức được sự việc thật sự vô cùng nghiêm trọng, gã thất kinh nói, cậu giết người rồi. Trương Dương nói, không phải giết người mà là phòng vệ chính đáng, tôi có nhân chứng mục kích. Trương Đức Phóng nói, tôi sẽ lập tức hành động. Trương Dương nói, Đường Hưng Xanh có vấn đề. Chuyện này cậu chớ có kinh động đến y. Trương Đức Phóng nói, cậu giờ đang ở đâu? Tôi lập tức đi tìm cậu. Trương Dương nói, cậu tìm được mấy tên khốn đó rồi hãy nói, tôi còn có việc khác cần làm. À đúng rồi, đừng quên phái người đi theo dõi Đường Hưng Xanh nhé, để phòng hắn sợ tội bỏ trốn. Trương Dương nói rồi dập máy, lập tức lại gọi điện cho Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh vừa nhìn thấy số điện thoại của Trương Dương là đã đoán ngay ra Trương Dương đã có được đột phá quan trọng trong vụ án Đường Hưng Xanh.
Y nhấc điện thoại, nghe Trương Dương báo qua một số tình hình, Tống Hoài Minh liền nói, cháu làm rất tốt, chú lập tức sẽ phái người đến Nam Tích, nhất định phải làm rõ ràng vụ án của Đường Hưng Xanh, trước khi tổ chuyên án đến gặp cháu thì tốt nhất cháu đừng hành động gì. Trương Dương gật đầu nói, chứng cứ cháu đều đã lấy được, trước mắt thì đã có chứng cứ tham ô ăn hối lộ của Đường Hưng Xanh, có điều vẫn không có cách nào tìm được cách chứng minh Đường Hưng Xanh có liên quan trực tiếp đến cái chết của Chu Tiếu Nguyệt. Đối với Tống Hoài Minh mà nói, nắm được chứng cứ tham ô nhận hối lộ của Đường Hưng Xanh là đủ rồi, hắn liền thấp giọng nói, mọi việc phải làm từng bước một, chỉ cần tìm được chỗ đột phá thì sẽ không cần lo y không chịu khai ra. Tống Hoài Minh dừng lại một chút, nói trước mắt cháu rất nguy hiểm, giả dụ như những kẻ tối qua là do Đường Hưng Xanh phái tới thì hắn sẽ bất chấp tất cả để tìm cháu hủy chứng cứ. Trương Dương nói, chỉ sợ y không ra tay thôi, chỉ cần y dám ra tay thì sẽ càng lộ rõ chân tướng. Tống Hoài Minh nói, tất cả phải lấy an toàn cẩn thận làm đầu, chú không muốn cháu xảy ra chuyện gì hết. Câu nói này của y làm cho Trương Dương cảm nhận được sự ấm áp vô hình, Trương Dương nói, chú Tống cứ yên tâm, cháu tự biết chăm sóc bản thân mình. Chu Tiếu Vân nhanh chóng cho cano ghé sát vào bờ, hai người nhảy xuống bãi cát, Chu Tiếu Vân thấy sắc mặt tái nhợt của Trương Dương, có chút lo lắng nói, tôi đưa anh đến bệnh viện trước nhé. Trương Dương nói, tôi phải về khách sạn lấy xe trước đã. Chúng ta cần lập tức đến Nam Tích. Ánh mắt Đường Hưng Xanh đầy sự bất an, hắn chốc chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, cả đêm nay hắn không ngủ. Khi đồng hồ chỉ đến 5 rưỡi, hắn không thể chịu đựng được nữa, nhấc điện thoại gọi diện cho một người, sao thế? Sao lại lâu như vậy, sao vẫn chưa có tin tức gì? Từ trong điện thoại truyền ra một giọng khàn khàn, bên Bắc đảo ở xa, điện thoại di động không có tín hiệu. Yên tâm đi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Giọng nói đó đột nhiên ngắt quãng, người đó có chút kinh hoàng nói, không hay rồi, Trương Dương đã trở về, hắn đi lấy xe rồi. Đường Hưng Xanh cảm thấy mọi thứ tối sầm trước mặt, có chút vô lực dựa vào ghế, thấp giọng nói, cậu có nhìn rõ không? Không sai, chính là hắn. Đường Hưng Xanh cắn răng, Trương Dương trở về có nghĩa là người mà y phái đi đã thất bại, y liền dứt khoát đưa ra quyết định, tôi không biết cậu dùng bất kỳ cách nào, phải trả giá như thế nào cũng phải khử hắn đi cho tôi. Tuyệt đối không được để hắn sống mà rời khỏi Tĩnh Hải. Anh yên tâm. Tôi không yên tâm, Đường Hưng Xanh mất đi kiểm soát mà hét to lên. Y đứng dậy, vì kích động và căng thẳng nên giọng nói có chút run run, ngăn hắn lại, nhất định phải ngăn hắn lại, nếu không tất cả đều chấm hết. Trương Dương lái chiếc xe của mình ra khỏi Nhất Chiêu Tĩnh Hải, Chu Tiếu Vân đang đợi ở trước cửa. Chu Tiếu Vân nhìn thấy sắc mặt Trương Dương thật sự không ổn, cô liền nhẹ nhàng nói, cậu ra ghế sau ngồi nghỉ đi. Để tôi lái xe. Trương Dương gật đầu, hắn ra ghế sau ngồi, lấy trong ngăn xe ra một túi cứu thương, cởi bỏ chiếc áo thấm máu ra, dùng rượu và bông xử lý qua miệng vết thương, lại bôi một chút thuốc do hắn tự chế vào, vết thương tê đi. Tuy rất đau và máu đã ngừng rồi, nhưng đầu đạn vẫn ở bên trong. Chu Tiếu Vân nhìn qua kính chiếu hậu trong xe, nhẹ giọng nói, tôi đưa cậu vào bệnh viện. Trương Dương nói, đến Lam Sơn, Nam Tích quá nguy hiểm. Chu Tiếu Vân gật đầu, lái nhanh xe về phía trước. Trương Dương chọn đường đến Lam Sơn không phải chỉ vì đường đến Lam Sơn khá gần mà còn vì có một nguyên nhân quan trọng hơn, trước mắt không có cách nào xác định được chuyện của Đường Hưng Xanh kéo theo bao nhiêu người, Nam Tích bây giờ đối với hắn có thể nói là nguy hiểm bốn bề. Lam Sơn là một nơi an toàn, hắn có quan hệ rất tốt với thị trưởng Thường Ban, còn quan hệ với phó thị trưởng Tần Thanh thì càng không cần phải nói. Từ việc tối hôm qua có thể thấy Đường Hưng Xanh đã bất chấp tất cả, chó cùng rứt dậu rồi, trong tình hình này tạm tránh mũi nhọn của y là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Chiếc xe chạy ra khỏi Tĩnh Hải, trời lại tiếp tục mưa bão, Trương Dương thay một chiếc áo màu đỏ khác, màu đỏ thể hiện sự khánh hỉ, cát lợi, màu sắc như thế này cũng làm cho vết thương của hắn không bị trông lộ rõ. Thấy mưa ngày càng to, Chu Tiếu Vân đành chạy xe chậm lại, cô mở radio nghe nhạc, trong đầu mong có thể thư giãn tâm trạng hơn chút. Trương Dương nhận thấy sự căng thẳng của cô, không khỏi cười nói, đến lúc về tới Lam Sơn mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chu Tiếu Vân gật đầu, nhỏ tiếng nói, có thể dựa vào những chứng cứ này để chỉ tội tên Đường Hưng Xanh thật chứ? Trương Dương đáp, việc Đường Hưng Xanh tham ô là không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng bây giờ vẫn chưa thể chứng minh được y là hung thủ hại chết chị gái cô. Hắn thấy cổ họng hơi khô liền lấy chai nước khoáng ra uống. Chu Tiếu Vân buồn bã nói, về vấn đề tình cảm. Tôi biết chị tôi đều gặp phải nguy hiểm, tôi biết thể nào cũng có ngày chị ấy mắc phải sai lầm, nhưng không ngờ kết cục lại đến mức thảm hại như này. Trương Dương nói, mỗi người đều có thế giới quan của mình,
chị cô cũng vậy. Chu Tiếu Vân đáp, lúc chị tôi ý thức được điểm này thì đã không còn đường lui nữa rồi. Trương Dương nói tiếp, người chết thì cũng chết rồi, điều chúng ta nên làm là phải tiếp tục sống, tôi nghĩ nếu chị cô trên trời có linh thiêng, chắc cũng sẽ hy vọng cô có thể sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Chu Tiếu Vân đáp, việc của chị tôi chừng nào chưa được giải quyết thì tôi chẳng thể yên tâm vui vẻ được. Trương Dương mỉm cười, cũng sắp rồi. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô khách lao nhanh từ phía sau đâm thẳng vào xe họ, Chu Tiếu Vân bị bất ngờ không kịp phản ứng, chiếc xe khách đâm thẳng vào rồi kéo lê chiếc xe bán tải này cọ sát xuống đường tóe ra tia lửa. Tiếng nổ dưới đất ầm ầm, Trương Dương lúc đó lại không thắt dây an toàn, thân người hắn bị va về phía ghế trước, động phải vết thương trên vai, máu tươi lại cứ thế chảy ra. Chu Tiếu Vân ghì chặt lấy vô lăng. Sau khi quay chiếc xe ngược lại xoay hẳn một hình chữ S mới giữ được thăng bằng rồi thẳng được tay lái, Chu Tiếu Vân nói chúng lại đuổi theo rồi. Trương Dương khinh thường cười, đuổi theo thì sao chứ? Chúng sớm đã biết y chó cùng rứt dậu sẽ liều một phen, nhưng y quên rằng, đây là một nước xã hội chủ nghĩa, dù quyền lực lớn đến đâu cũng không thoát khỏi pháp luật. Chương 419, ăn khớp. Chiếc xe khách phía sau đã rồ ga hết cỡ, Chu Tiếu Vân cũng tăng ga xe. Chiếc xe bán tải này vốn đã được tân trang nên tính năng hơn hẳn chiếc xe khách. Xe vừa tăng ga đã chạy vượt lên hẳn, bỏ lại chiếc xe khách tít sau. Trương Dương quay đầu lại nhìn xe khách, thấp giọng nói, đầu óc tên Đường Hưng Xanh này chắc là có vấn đề, lại đi cử một chiếc xe tồi tàn đuổi theo chúng ta, đòi chơi trò đua xe, e là chỉ đáng nuốt khói thôi. Chu Tiếu Vân nhìn đồng hồ tốc độ, bây giờ kim đo đã chỉ 120 km/h. Cô cảm thấy như mình đang điều khiển chiếc xe một cách điêu luyện. Nhưng đúng lúc tinh thần cô thấy thoải mái hơn thì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe khách trọng tải lớn từ ngã ba phía trước. Chu Tiếu Vân lớn tiếng hét, cô bất giác giẫm chặt phanh xe, lốp xe theo quán tính bị phanh lại đột ngột liền cọ sát với mặt đường đang trơn tuột nước mưa mà phát ra tiếng inh tai, phía trước xe khách lớn kia đang tăng tốc đâm thẳng vào họ. Trương Dương hét to, lùi xe lại. Chu Tiếu Vân vội gạt cần số xuống, giẫm mạnh chân ga. Chiếc xe bán tải lùi về sau với tốc độ chóng mặt. Chiếc xe khách đuổi theo ở phía sau không hề giảm tốc, tiếp tục lao thẳng đến. Lúc chiếc xe bán tải bị chặn giữa hai xe này chỉ còn cách chưa đến 20 mét, Chu Tiếu Vân đã vặn tay lái, xe vốn đang trong trạng thái giật lùi lập tức đổi luôn phương hướng, sau đó cô lại gạt cần vào số lần nữa, đột ngột tăng tốc đâm thẳng vào rào chắn đường phi ra khỏi trục đường, xe cứ thế chỏng chành chạy theo sườn dốc nhưng đã thoát khỏi vòng nguy hiểm. Chiếc xe khách đột ngột mất đi mục tiêu, lái xe vội vàng giẫm chân phanh, nhưng phản ứng của gã vẫn quá chậm, bốn bánh xe vẫn đang trượt nhanh trên nền đường ướt át, chiếc xe khách theo quan tính đâm thẳng vào xe khách trọng tải lớn cũng đang lao đến phía trước. Chiếc xe khách này bị đâm đến mức nát bét cả đầu xe. Trương Dương quay lại nhìn hai chiếc xe đâm nhau, bực tức mà nói, dừng xe lại, để tôi đi kết liễu mấy tên vô lại này. Chu Tiếu Vân đáp, việc quan trọng bây giờ là phải đưa anh tới bệnh viện đã. Thấy sắc mặt của Trương Dương tái nhợt, cô cảm thấy tình hình của hắn thực không ổn chút nào. Trương Dương giờ mới ý thức được máu đang chảy ướt hết nửa người mình, hắn gật đầu, cảm thấy hơi uể oải nói, tạm thời để cho bọn chúng đắc ý vậy. Chu Tiếu Vân cài chế độ lái về dẫn động bốn bánh, nhanh chóng điều khiển xe ra khỏi đoạn đường lầy lội, rẽ từ một lối tắt vòng vào đường lên tỉnh, lúc này họ đã đi đến Lam Sơn. Trương Dương gọi điện cho Tần Thanh, nhận điện là Thường Hải Tâm. Tần Thanh đang họp hội nghị thường ủy thị ủy, nên điện thoại tạm thời đưa cho Hải Tâm cầm. Trương Dương cũng không vòng vo với Thường Hải Tâm mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, tôi bị trúng đạn rồi, nhanh báo với bệnh viện cho người đến phẫu thuật giúp tôi. Thường Hải Tâm nghe đến đây mặt mày biến sắc, lo lắng gặng hỏi, anh bị bắn vào đâu? Có nặng không? Không sao, chỉ là đứt mạch máu thôi, cần phải khâu lại. Vì mất quá nhiều máu nên Trương Dương bấy giờ thấy người suy nhược hẳn. Nếu chỉ là đạn găm vào bắp thịt, hắn sớm đã tự lấy đầu đạn ra rồi, nhưng lần này thì khác, hắn có giỏi đến mấy cũng không thể tự dùng nội lực mà nối lại đoạn mạch máu bị đứt được. Thường Hải Tâm nói, cậu đang ở đâu? Trương Dương đáp lại, vừa đến Lam Sơn, được rồi, tốt nhất cô nên báo với cảnh sát, bị bắn không phải là chuyện nhỏ. Thường Hải Tâm nói, tôi sẽ lập tức đến Bệnh viện Nhân dân số 1 của Lam Sơn, cậu cứ đi đến đó, viện trưởng Trương Hồng Chính là bạn của ba tôi. Cũng là bác sĩ chuyên gia ngoại khoa giỏi nhất Lam Sơn này. Trương Dương cười, không cần phải quá long trọng như vậy, nếu cô biết làm mũi kim nối liền sự sống thì giúp tôi khâu lại là được rồi. Thường Hải Tâm cúp điện thoại xuống, trong lòng cảm thấy hoang mang lo lắng, cô biết lần này Trương Dương bị thương không hề nhẹ chút nào.
Nếu không chỉ cần dựa vào y thuật của hắn là được, không cần phải tới bệnh viện. Cô vội vàng đến bệnh viện nhân dân số 1 Lam Sơn. Trên đường đi, Thường Hải Tâm lại gọi điện cho Thường Hải Long Anh hai mình. Kỳ thực bình thường cô không phải là người không chủ kiến, nhưng hôm nay không hiểu vì lý do gì, chỉ vừa nghe tin Trương Dương bị thương lòng cô như rối bời, cũng vì lo quá mà hoảng loạn. Thường Hải Tâm cũng tự nhủ với bản thân, tuyệt đối phải trấn tĩnh, không thể đem tâm trạng bây giờ đến gặp Trương Dương, người khác nhìn thấy lại thêm phiền toái. Thường Hải Tâm đã nhanh chân đến bệnh viện trước, Chu Tiếu Vân lái xe đến ngay sau đó. Trương Dương vừa mở xe đi xuống, tuy thần thái hắn vẫn kiên định nhưng khuôn mặt lại tái nhợt, tình trạng của hắn thật không tốt chút nào. Thường Hải Tâm vốn đã tự dằn lòng nhưng lúc nhìn thấy Trương Dương cả người ướt đẫm máu, cô không sao kiềm chế nổi, mắt gần như đỏ hoe. Cô cắn chặt môi, cố nén cảm xúc mà chạy vội tới, ánh mắt như kìm nén giọt lệ đưa tay đỡ lấy Trương Dương, giọng run run, Trương Dương. Cậu sao lại đến nông nỗi này? Trương Dương nhìn thấy dáng điệu ân cần của Thường Hải Tâm, trong lòng cảm thấy ấm áp, cười đáp, không sao, chỉ là bị bắn một phát thôi. Chu Tiếu Vân dừng xe xong cũng vội chạy đến, cô và Thường Hải Tâm không quen biết, nhưng cũng không kịp giới thiệu gì, Chu Tiếu Vân nói, hãy đưa cậu ấy đi cấp cứu trước đã. Viện trưởng Dương Hồng Chính của Bệnh viện Nhân dân số 1 Lam Sơn cùng lúc đem các bác sĩ vội vàng chạy đến. Việc của Thường Hải Tâm ông ta nào dám chậm trễ. Trương Dương thấy có tới 7-8 vị bác sĩ và 4 nữ y tá đỡ mình lên, không khỏi cười nói, tôi không sao, không cần đến mức phải như vậy đâu. Chu Tiếu Vân và Thường Hải Tâm cũng đỡ Trương Dương ngồi xuống xe lăn, cả đoàn người kéo nhau vào phòng cấp cứu. Viện trưởng Dương Hồng Chính biết tin Trương Dương bị thương vì bị bắn không khỏi lấy làm kinh ngạc, vì để cẩn thận, ông đã cho người lập tức báo công an, rồi mới bắt tay vào tiến hành phẫu thuật cho Trương Dương. Trương Dương vẫn rất tỉnh táo, hắn tự tay ký tên vào phiếu chịu trách nhiệm khi phẫu thuật, rồi nói với Dương Hồng Chính rằng, viện trưởng Dương, tiêm thuốc gây tê tôi cũng vẫn tỉnh, nên không cần phải truyền máu hay gì đâu. Ông chỉ cần tẩy trùng vết thương rồi gắp viên đạn ra khâu lại mạch máu cho ăn khớp là được. Dương Hồng Chính nghe vậy lấy làm tò mò, không khỏi hỏi lại, cậu đã từng học qua y thuật. Lúc này Thường Hải Tâm mới trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, đâu chỉ học qua, chứng phong thấp của cha cháu là do cậu ấy chữa khỏi đấy ạ. Dương Hồng Chính có quan hệ thân thiết với Thường Tụng nên cũng có nghe qua chuyện này, liền mỉm cười, y giả không thể tự giúp mình, cậu đã ở đây thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi. Những thủ tục bắt buộc thì vẫn phải làm, bây giờ chúng ta chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Trương Dương đáp, vào phòng phẫu thuật tôi không có ý kiến nhưng tôi vẫn quyết ý như trước, một không tiêm thuốc gây mê, hai không truyền máu, tôi có thể chịu được. Dương Hồng Chính lặng nhìn vẻ quật khởi của người thanh niên, cảm thấy thật khó xử, Thường Hải Tâm nói, chú Dương, chú cứ làm theo lời cậu ấy, nếu cậu ấy đau không chịu được nữa thì đến lúc ấy gây mê vẫn chưa muộn mà. Dương Hồng Chính bất đắc dĩ gật đầu. Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên ông gặp một bệnh nhân như vậy. Tuy nhiên Dương Hồng Chính vẫn tôn trọng ý kiến của Trương Dương, không gây mê, không truyền máu, để có thể ổn thỏa mà tiến hành phẫu thuật. Ông vẫn cho chuẩn bị thuốc gây mê và túi máu ngay cạnh phòng việc xảy ra ngoài ý muốn. Trong ca phẫu thuật tất cả mọi người tham gia đều tận mắt chứng kiến kỳ tích xảy ra, Trương Dương nằm ở đó, khuôn mặt vẫn nở nụ cười. Lưỡi dao giải phẫu bắt đầu cắt xẻ trên da thịt và cơ bắp hắn nhưng hắn lại làm như chẳng có gì xảy ra. Dương Hồng Chính còn lo lắng hỏi, có đau không? Lãnh đạo Trương mặt vẫn kiên nghị nói, đối với một đảng viên mà nói, chút đau đớn này có thấm gì chứ? Dương Hồng Chính âm thầm thở dài, nếu trong thời chưa giải phóng thằng nhóc này chắc sẽ là được chọn làm lãnh đạo trọng yếu. Ông cẩn trọng rút đầu đạn ra khỏi bả vai Trương Dương, nhanh chóng nối mạch máu lại cho ăn khớp. Viên đạn ăn sâu vào xương quai xanh của Trương Dương, thiếu chút nữa là đâm thủng lá phổi xuyên thẳng vào tim. Ca phẫu thuật tiến hành thuận lợi, hơn nửa tiếng sau Dương Hồng Chính đã hoàn thành mũi khâu cuối cùng, lãnh đạo Trương tuy ý chí quật cường nhưng lúc này toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Dương Hồng Chính trong lòng bội phục ý chí của hắn, nhỏ giọng nói, viên đạn đã được lấy ra rồi, hẳn là không còn vấn đề gì đâu, nhưng sau này sẽ để lại vết sẹo trên bả vai. Trương Dương tươi cười nói, khả năng hồi phục của tôi rất tốt, chắc sẽ không để lại sẹo đâu. Tiếng nói của hắn có hơi yếu ớt. Dương Hồng Chính đi sang một bên, nói với chủ nhiệm ngoại khoa Trần Nghĩa Quân, cứ giữ lại bệnh viện 24 giờ quan sát đã, viên đạn ở trong cơ thể của bệnh nhân quá lâu, hãy cho dùng thêm thuốc kháng viên, tránh trường hợp nhiễm trùng sau khi phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật lại là một khung cảnh khác, đầu tiên là Thường Hải Long đến trước, sau đó Tần Thanh cũng đến.
Cô vừa kết thúc cuộc họp xong nghe tin Trương Dương trúng đạn liều vứt hết mọi việc nhanh chóng đến đây hỏi thăm tình hình. Nhưng cô mạnh mẽ hơn Thường Tâm Lăng nhiều, cô vẫn làm tốt vai trò của mình, vẫn cứ bình tĩnh đến thăm Trương Dương với thân phận bạn bè, tuyệt đối không để mất kiểm soát, không để cho ai phát giác ra. Tần Thanh hỏi Thường Hải Tâm về tình hình của Trương Dương, ánh nhìn cứ hướng thẳng về phía Chu Tiếu Vân, cô mơ hồ đoán rằng cô nàng có khí chất bất phàm này chính là Chu Tiếu Vân. Lần này Trương Dương bị trọng thương không chừng 10 phần là có liên quan đến cô ấy. Tần Thanh chủ động đến trước mặt Chu Tiếu Vân, đưa tay ra, xin chào, tôi là Tần Thanh Phó Thị trưởng tỉnh Lam Sơn, cũng là bạn tốt của Phó Thị trưởng Trương, cảm ơn cô đã đưa anh ấy đến bệnh viện kịp thời. Chu Tiếu Vân bắt tay Tần Thanh chỉ nói một câu, tôi là Chu Tiếu Vân. Sau đó không nói thêm câu nào nữa, đối với Chu Tiếu Vân mà nói, ngoài Trương Dương ra chẳng có kẻ nào đáng tin cả, không chừng cũng có mục đích gì đó. Tần Thanh nhỏ tiếng hỏi, Phó Thị trưởng Trương bị thương như thế nào vậy? Chu Tiếu Vân đáp, tình hình cụ thể thì tôi không rõ, cứ đợi cậu ấy ra cô hãy trực tiếp hỏi cậu ấy. Tần Thanh gật đầu, cô nhận thấy Chu Tiếu Vân tương đối cảnh giác, Tần Thanh liền quay lại vẫy tay Thường Hải Tâm đến, hai người ra chỗ không người, Tần Thanh hỏi nhỏ, phía công an có phái người đến không? Thường Hải Tâm đáp, đã đi thông báo rồi, vừa nãy cục trưởng đồn công an Tiền Hoài Lượng khu Minh Viễn có đến đây. Biết được sự việc nên hắn để lại hai gã công an rồi đi. Hai đứa con trai của Tiền Hoài Lượng vì xung đột với chị em Thường Hải ở sàn Cổn Thạch mà bị Trương Dương nện cho một trận. Từ đó về sau, Tiền Hoài Lượng đã đắc tội với thị trưởng Thường Tụng, vốn kiêm chức bí thư chính pháp ủy đã bị Thường Tụng miễn chức. Nay chỉ còn là cục trưởng cục công an khu vực Minh Viễn, nay Tiền Hoài Lượng xuất cảnh phát hiện sự việc có liên quan đến Trương Dương, lại e sợ không tránh được, hắn cũng không muốn trêu chọc gì gây thêm phiền toái. Tần Thanh nói, những cảnh vệ mà hắn để lại thì sao? Thường Hải Tâm đáp, vừa nãy vẫn còn ở đây, có lẽ thấy chị đến, sợ bị của trách nên tránh đi rồi. Hai người đang nói chuyện thì thấy phòng phẫu thuật đã tắt đèn. Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 Lam Sơn Trương Hồng Chính chạy ra trước tiên, nhìn thấy Tần Thanh và Thường Hải Tâm liền cười nói, thị trưởng Tần, viên đạn đã được lấy ra rồi, tình hình bệnh nhân rất tốt, tạm thời để bệnh nhân nằm viện 24 giờ để quan sát. Chỉ cần không bị nhiễm trùng là cơ thể phục hồi rất nhanh. Ông còn nói thêm, tôi làm phẫu thuật nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gặp một thanh niên có ý chí ngoan cường như vậy, lúc phẫu thuật không cần phải gây mê. Tần Thanh thầm thở dài một hơi, Thường Hải Tâm hỏi, vậy lúc này chúng cháu có thể gặp được cậu ấy? Dương Hồng Chính đáp, tình hình của cậu ấy không cần phải đi nằm cu, có thể trực tiếp đưa đến phòng ngoại khoa, một lúc nữa là mọi người có thể gặp cậu ấy. Chu Tiếu Vân đứng xa nhìn về phía bên này không biết phải nói câu gì, ngoài Trương Dương ra, cô chẳng quen biết ai cả. Cuối cùng Trương Dương cũng được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, Chu Tiếu Vân vội vàng chạy đến. Khuôn mặt Trương Dương hơi tái nhợt, hắn cười tủm tỉm chào mọi người, rồi nói với Chu Tiếu Vân, cô không được đi đâu hết, ở lại bệnh viện chăm sóc tôi. Chu Tiếu Vân gật đầu, cô hiểu rằng Trương Dương nói vậy là đang lo cho sự an nguy của cô. Cả đám người đưa Trương Dương vào phòng bệnh. Trương Dương bảo Chu Tiếu Vân và Tần Thanh ở lại, đem sự việc vừa xảy ra kể lại cho Tần Thanh. Khuôn mặt thanh tú của Tần Thanh hơi nhăn lại, sự việc này có liên quan đến lãnh đạo cấp cao của thành phố Nam Thích, cô ngại không đưa ra ý kiến của mình, nhẹ giọng nói, Trương Dương, tạm thời anh cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi, em sẽ sắp xếp người bảo vệ anh 24 giờ, sự việc anh vừa nói, nhất định là sẽ nhanh có kết quả thôi. Trương Dương nói, anh đã thông báo tình hình với tỉnh trưởng Tống. Anh nghĩ Sở Công an tỉnh ủy sẽ nhanh chóng đưa ra phản ứng. Đúng lúc này Trương Đức Phương gọi điện đến, gã đã dẫn cảnh đội đến Bắc Đảo và cũng tìm được một hang động trống như Trương Dương đã nói, trong động phát hiện một số vỏ đạn nhưng lại không thấy người nào, thậm chí ngay cả hai thi thể cũng không thấy. Trương Đức Phương đang trên đường quay về nên trong điện thoại có tiếng ầm của động cơ ô tô, gã nói to hơn, bắt cái gì chứ? Có phải là cậu đang nằm mơ giữa ban ngày không, làm gì có người chết, đến một sợi tóc cũng không thấy. Trương Dương đáp, nhất định là có người đã đến Bắc Đảo trước chúng ta rồi hủy hết chứng cứ. Trương Đức Phương nói, thế bây giờ cậu ở đâu? Lam Sơn, chúng tôi vừa bị bọn chúng đuổi giết trên đường đến đây. Trương Đức Phương nói, cậu có chứng cứ không? Trương Dương đáp, đều nằm trong tay tôi hết, đủ để chỉ tội Đường Hưng Xanh. Hắn đột nhiên nghĩ ra một việc, Đức Phương, hãy theo dõi sát tên Đường Hưng Xanh, nhất định đừng để hắn chạy thoát. Trương Đức Phong đáp, yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ theo dõi hắn. Tại Sở Công an tỉnh, tỉnh kỳ ủy phái tổ điều tra kết hợp đến Nam Tích trong cùng ngày, họ đến rất đột ngột,
Bí thư tỉnh ủy Từ Quang Nhiên đang có cuộc họp cũng phải ngừng lại, chỉ để đi đón tiếp Phó Bí thư tỉnh Kỳ Lưu Diễm Hồng và Phó Sở Công an tỉnh Điền Khánh Long đến. Tống Hoài Minh cứ luôn giấu giếm những vấn đề liên quan đến đường Hưng Xanh, trước khi chưa có được chứng cứ y không làm một hành động gì, sau khi tin rằng Trương Dương nắm giữ được chứng cứ đường Hưng Xanh tham ô hối lộ trong tay. Y mới phái người đi đến, nhiệm vụ chủ yếu của Lưu Diễm Hồng và Điền Khánh Long lần này là khuyên giải đường Hưng Xanh. Từ Quang Nhiên nghe nói tỉnh đưa ra biện pháp xử lý với đường Hưng Xanh, lấy làm ngạc nhiên, chuyện này thực quá đột ngột. Hai ngày trước đường Hưng Xanh vẫn còn là nhân vật đứng đầu được lựa chọn vào chức trưởng phó sở công an tỉnh, chỉ trong chớp mắt lại biến thành nghi phạm. Từ Quang Nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của tổ hành sự của tỉnh, y gọi cho đường Hưng Xanh, bảo hắn nhanh chóng mở cuộc họp thường ủy khẩn nhưng rất tiếc là không gọi được cho đường Hưng Xanh. Theo lời thư ký của đường Hưng Xanh thì hôm nay y đã cáo bệnh không đi làm. Lưu Diễm Hồng và Điền Khánh Long nhìn nhau, họ đều nhận thấy có chút không ổn, lẽ nào đường Hưng Xanh đã biết được họa lớn đang ập xuống đầu nên quyết định bỏ trốn. Điền Khánh Long quyết đoán, lập tức huy động người truy bắt đường Hưng Xanh. Khi Điền Khánh Long khua chiêng gõ mõ ra lệnh truy bắn đường Hưng Xanh ở Nam Tích, y và Lưu Diễm Hồng chia nhau ra làm, Lưu Diễm Hồng đến Lam Sơn thăm Trương Dương. Lúc Lưu Diễm Hồng đến gặp Trương Dương, hắn đang chơi bài giấy với Thường Hải Tâm và Chu Tiếu Vân. Lúc như thế này thì chỉ có hắn mới có tâm trạng để tiêu khiển mà thôi. Nhìn thấy Lưu Diễm Hồng bước vào, Trương Dương vứt đống bài giấy xuống giường, "Bí thư Lưu, cô tự mình đến đây để chống tham ô à?" Lưu Diễm Hồng thở dài nói, "Đường Hưng Xanh đã mất tích, theo tình hình mà chúng tôi nắm được, hắn có lẽ đã bỏ trốn rồi." Trương Dương nói, "Tên Trương Đức Phương này làm gì để ăn thế không biết. Tôi đã dặn trước với hắn rồi, để hắn trông chừng tên đường Hưng Xanh chặt chẽ, nhất định không được để hắn chạy thoát. Cuối cùng, vẫn cứ xảy ra chuyện này." Lưu Diễm Hồng nói tiếp, "Thế còn chứng cứ?" Trương Dương giới thiệu Chu Tiếu Vân với Lưu Diễm Hồng, "Đây là bí thư kỷ ủy Bình Hải, có tình hình gì cô chỉ cần thông báo với cô ấy." Chu Tiếu Vân lấy một số sổ sách ghi chép các khoản trước đây và nhật ký của chị mình cho Lưu Diễm Hồng. Lưu Diễm Hồng xem qua, không ngừng chau mày mà nhìn sổ sách. Không ngờ rằng tên đường Hưng Xanh có tiếng lãnh đạo tốt lại có thể làm những chuyện đồi bại sau lưng như vậy, chỉ cần dựa vào những chứng cứ này là có thể trị được tội y rồi. Chu Tiếu Vân nói, "Bí thư Lưu, tôi nghi ngờ rằng chị tôi bị hắn hại chết, hy vọng có thể lập lại vụ án điều tra chị tôi và Phó Liên Thắng." Lưu Diễm Hồng gật đầu, "Vụ đó đã sớm bị khép lại, muốn thẩm lý lại lần nữa thì cần phải được sự đồng ý của Sở Công an tỉnh. Tuy nhiên xem xét từ những chứng cứ đã nắm được, cái chết của Chu Tiếu Nguyệt ắt hẳn là không đơn giản như vậy." Lưu Diễm Hồng đáp, "Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không để bất kỳ kẻ phạm pháp nào có thể lọt khỏi lưới pháp luật đâu." Lưu Diễm Hồng cũng không lưu lại đây lâu, sự việc lần này lại không phải chuyện vừa, cô bắt buộc phải nhanh chóng trở về Đông Giang để báo cáo tình hình. Hội nghị thường ủy Bình Hải mới họp được một lúc thì tỉnh trưởng Tống Hoài Minh đã tung ra một tin mới giật gân, "Các vị thường ủy, tôi muốn thông báo với các vị một việc. Theo chứng cứ mà tôi nắm được với tin báo hiện nay thì đường Hưng Xanh bí thư sở chính pháp tỉnh Nam Tích đã bị nghi có dính líu đến việc tham ô ăn hối lộ, sự việc đang trong quá trình điều tra." Tin tức này làm cho mọi người cảm thấy đột ngột, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương nhìn Tống Hoài Minh với vẻ mặt nghiêm trọng, "Hai ngày trước tôi còn tiến cử với ông cho đường Hưng Xanh đảm nhiệm chứ phó sở công an, hôm nay ông lại tung ra cái tin sét đánh này. Đây rõ ràng là có ý đối đầu với tôi." Kiều Trấn Lương tức giận hoàn toàn không phải là do tên đường Hưng Xanh làm chuyện tham ô hối lộ mà là do Tống Hoài Minh, y âm thầm điều tra sự việc lâu như vậy lại không hề tiết lộ bất cứ phong thanh gì. Kiều Trấn Lương nói, "Hoài Minh, sự việc này có chuẩn xác không?" Tống Hoài Minh gật đầu nói, "Tôi vừa nhận được tin, trước mắt tổ điều tra của Sở Công an đã nắm giữ được chứng cứ xác đáng về việc đường Hưng Xanh tham ô hối lộ, đường Hưng Xanh hắn lại sợ tội mà bỏ trốn rồi." Kiều Trấn Lương trong lòng ngày càng giận dữ, từ câu nói của Tống Hoài Minh cũng đủ hiểu ra, y đã lặng lẽ điều tra việc đường Hưng Xanh tham ô khá lâu rồi, nhưng y lại giấu giếm mình. Đến lúc có được chứng cứ ràng ràng, vừa nãy mới đột ngột tuyên bố cái tin này. Sự việc thực quá đột ngột với Kiều Trấn Lương, làm cho hắn khó chịu và cực kỳ phẫn nộ, tên Tống Hoài Minh này thực là đang muốn chơi hắn đây. Tống Hoài Minh nói tiếp, sự việc điều tra liên quan đến cả một cán bộ cấp sở có rất nhiều trình tự nên cần phải cẩn thận. Khi chứng cứ chưa thực đầy đủ, tôi cũng không dám nói trước mặt mọi người. Đây cũng là để tránh việc rút dây động rừng, cũng là nghĩ đến ảnh hưởng tới xã hội và dư luận, mong mọi người đừng trách móc. Kiều Trấn Lương nói, nhưng cuối cùng đường Hưng Xanh vẫn bỏ trốn được. Tống Hoài Minh nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt,
hắn chạy không thoát đâu. Sau khi cuộc họp kết thúc, Kiều Trấn Lương và Tống Hoài Minh ở lại, Tống Hoài Minh nở nụ cười có hơi chút áy náy, Bí thư Kiều, lúc trước tôi chưa nắm được bằng chứng xác thực nên mới chưa thông báo với anh tin này. Kiều Trấn Lương trong lòng biết rõ, Tống Hoài Minh thông báo tin này ngay trước mặt mọi người, khiến cho mình mất hết thể diện. Đây thực là việc hắn đã mưu tính rất lâu, cái gì mà thiếu bằng chứng xác thực, tất cả đều có âm mưu hết hết. Kiều Trấn Lương nói, có chứng cớ sao? Tống Hoài Minh gật đầu, Lưu Diễm Hồng đang đem chứng cớ về Đông Giang. Theo đánh giá sơ bộ của cô ấy, số tiền mà Đường Hưng Xanh tham ô lên đến hàng nghìn. Kiều Trấn Lương thấy rùng mình, vụ án lớn đây. Tống Hoài Minh đáp, tôi thực không hiểu nổi, đảng và nhà nước giao cho bọn họ quyền lực là để họ phục vụ nhân dân, chứ không phải là cướp đoạt tiền của dân, tham ô công quỹ. Một bí thư sở chính pháp, cục trưởng cục công an nắm rõ luật pháp mà lại phạm lật. Loại người như vậy thật đáng ghét. Kiều Trấn Lương nói, hắn giả vờ rất khéo, nếu không phải cậu kịp thời vạch trần chân tướng hắn, không chừng hắn đã trở thành phó sở công an Bình Hải rồi, đến lúc đó chuyện nực cười này lại thành ra ầm ĩ cả. Tống Hoài Minh nói tiếp, Bí thư Kiều, đội ngũ cán bộ của chúng ta cũng phải chỉnh đốn cẩn thận. Mấy năm gần đây, theo chính sách cải cách hóa, tư tưởng của nhiều cán bộ cũng dần có thay đổi lớn. Hắn không chú ý đến yêu cầu về tố chất chính trị đối với bản thân, buông thả bản thân, dẫn đến nảy sinh những vấn đề này nọ. Kiều Trấn Lương lại thở dài, chúng ta không nên mất bò mới lo làm chuồng, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước mọi việc. Tống Hoài Minh đáp, cán bộ nhà nước phạm tội có một đặc điểm, thực sự bị bại lộ ra chỉ là một bộ phận nhỏ bé. Kiều Trấn Lương nói, đau ở đâu thì khám ở đấy, bất kể việc nào cũng không được nóng vội hấp tấp, không được đốt cháy giai đoạn mà bước những bước quá lớn. Tống Hoài Minh nói tiếp, thế thì cần phải tiêm thuốc phòng ngừa cho toàn thể cán bộ lãnh đạo rồi. Xế chiều cùng ngày, Trương Đức Phương đến Lam Sơn thăm Trương Dương, gặp Trương Dương hắn cảm thấy có chút hối hận, ra tay quá muộn, làm cho Đường Hưng Xanh chạy thoát mất. Trương Dương nói, tôi chẳng muốn nói gì với cậu cả, đã có một cơ hội thăng quan bày ra trước mặt nhưng cậu lại không biết trân trọng nó. Sau này muốn thăng quan chắc phải đợi đến 10 vạn năm. Trương Đức Phương nói, sao cậu còn chế nhạo tôi như vậy? Từ sáng sớm đến bây giờ tôi còn chưa được nghỉ ngơi tí nào, Bắc đảo tôi cũng đã đến, nhưng mọi tung tích thi thể đều bị biến mất sạch sành xanh. Bên này Chu Tiếu Vân nói thêm vào, tôi đã chụp được hình của bọn chúng. Cô đưa cuộn phim cho Trương Đức Phương. Trương Đức Phương nhận lấy cuộn phim, vẻ mặt tươi cười, lần này tôi nhất định sẽ tra ra tận chân tơ kẽ tóc. Chu Tiếu Vân không nói gì thêm, cầm lấy bình nước đi ra. Trương Dương nói với Trương Đức Phương, chân tơ kẽ tóc gì tôi chưa chắc. Nhưng ném đá xuống giếng thì cậu làm được rồi đó, Đường Hưng Xanh sợ tội bỏ chạy. Cậu nhất định không được bỏ qua cơ hội dồn hắn đến đường cùng đâu đấy. Trương Đức Phương đáp, sự việc thực quá nhạy cảm, tôi kiên trì làm tốt nhiệm vụ của mình, những việc khác đành phải nghe theo ý trời vậy. Trương Dương cười lên, tôi phát hiện ra sau khi đến Nam Tích con người cậu đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Trương Đức Phương đương nhiên không hề giấu giếm gì trước mặt Trương Dương. Hắn cười gượng gạo, không bình tĩnh thì còn có cách nào nữa. Cậu tôi đã nghỉ hưu rồi, sau lưng cũng chẳng còn chỗ dựa nào. Trương Dương cười, kết hợp với Phó Cục trưởng Cục Công an như cậu chỉ thành một đống hỗn độn thôi. Trương Đức Phương đáp, cậu có biết không, trước đây Đường Hưng Xanh đảm nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Công an Bình Hải uy danh to lớn, sở trưởng Vương Bá Hành sang năm lại nghỉ hưu. Nếu hắn được lựa chọn làm sở phó sở công an thuận lợi, tương lai chức sở trưởng sẽ là của hắn rồi. Trương Dương nói tiếp, một tên tham quan dựa vào cái gì mà đòi ngồi vào trước đó. Trương Đức Phương nói, theo tôi được biết, rất nhiều thường vụ ở tỉnh đều ủng hộ Đường Hưng Xanh làm phó sở trưởng. Vinh Bằng Phi tuy cũng được tiến cử nhưng so với Đường Hưng Xanh, y chẳng hề có phần thắng nào. Trương Dương nói, không ngờ ta lại có thể gián tiếp giúp Vinh Bằng Phi một tay, Đường Hưng Xanh sợ tội bỏ trốn, y có thể được nhận chức sở phó rồi. Trương Đức Phương cười ha ha, cũng chỉ có cậu mới nghĩ vậy. Bí thư Kiều trước đây cứ ủng hộ Đường Hưng Xanh, sự việc lần này ầm ĩ làm cho hắn mất hết thể diện. Đường Hưng Xanh thật không có duyên với chức sở phó, nhưng Vinh Bằng Phi là người của tỉnh trưởng Tống. Tôi không tin Bí thư Kiều sẽ để y yên ổn nhận chức sở phó đâu. Trương Dương chưa nghĩ xa đến như vậy, nhưng lại được Trương Đức Phương nhắc nhở, hắn mới nhận thấy Tống Hoài Minh mượn sự việc lần này để đấu với Kiều Trấn Lương. Đường Hưng Xanh là cán bộ mà Kiều Trấn Lương xem trọng, bây giờ sự việc bị loại trừ như vậy. Xem ra chứng minh con mắt nhìn người của Kiều Trấn Lương không được tốt, thiếu hẳn bốn chữ chi nhân thiện nhân. Trương Dương nói, các lãnh đạo nghĩ như thế nào,
chúng ta không thể đoán được, dù có đoán được, chúng ta cũng không quản được, trời có đổ mưa bão to đến mấy, người xuất giá cũng phải đem gả về nhà chồng thôi. Đến lúc ăn cơm tối, Tần Thanh và Thường Hải Tâm cùng tới, Trương Dương vừa nhận điện thoại của Vương Quảng Chính, phó thị trưởng thành phố Tĩnh Hải, Vương Quảng Chính thay mặt toàn thể bạn học gửi lời hỏi thăm Trương Dương. Từ lúc bị lãnh đạo Trương chỉnh đốn, Vương Quảng Chính hoàn toàn nghe lời và ân cần hẳn. Trương Dương xin nghỉ phép mấy ngày với Vương Quảng Chính, chỉ trong hai ngày mà phải trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng muốn nghỉ ngơi ăn uống ít lâu. Tần Thanh và Thường Hải Tâm nhìn thấy Trương Dương phục hồi nhanh chóng trong lòng cảm thấy yên tâm rất nhiều, Tần Thanh hỏi, sao rồi? Vết thương còn đau không? Trương Dương cười đáp, không đau, anh đang muốn xuất viện đây. Thường Hải Tâm đặt hai hộp thuốc bổ dinh dưỡng lên chiếc tủ đầu giường. Trương Dương nói, cô xem cô khách sáo quá, đến thì cứ đến, còn mua đồ cho tôi nữa. Thường Hải Tâm cười, hai hộp thuốc này là cha tôi gửi cho cậu, hai ngày nay ở tỉnh đang bận rộn, ông không có thời gian đến thăm cậu. Trương Dương gật đầu, đứng dậy, chúng ta đi ăn cơm thôi, nằm ở bệnh viện cả ngày tôi đến phát chán lên mất thôi. Tần Thanh và Thường Hải Tâm đều hiểu tính không chịu ngồi yên được một chỗ của hắn, Tần Thanh đành phải thở dài nói, được thôi, nhưng không được đi xa đâu nhé, đến Ba Thục Viên phía đối diện bệnh viện nhé. Cô ngó nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi, cô Chu đâu? Trương Dương đáp, đi mua giúp anh ít đồ dùng rồi. Vừa dứt lời thì Chu Tiếu Vân đã đi vào, cô đặt túi kem đánh răng bàn chải vừa mua xuống bàn, còn mua cho Trương Dương một bộ sơ mi vải mền khai khâm. Nghĩ cho vết thương của hắn, vai trái bị thương mặc bộ này chắc sẽ ổn hơn, Trương Dương vừa nói cảm ơn vừa mặc chiếc áo, Tần Thanh và Thường Hải Tâm cũng giúp hắn thay áo. Hắn nói với Chu Tiếu Vân, chúng ta đến Ba Thục Viên đối diện ăn cơm thôi. Chu Tiếu Vân lắc đầu, tôi không đi đâu, vừa nãy Pat gọi đến, anh ấy đã đến Nam Tích, tôi phải đi gặp anh ấy. Pat là hôn phu tương lai của cô ấy, cũng là một nhà sinh vật học Hải Dương. Đường Hưng Xanh đã sợ tội chạy trốn, Chu Tiếu Vân có lẽ sẽ không bị nguy hiểm gì, tuy là như vậy nhưng Trương Dương vẫn dặn dò, để Pat đến Lam Sơn đã, Nam Tích hai ngày này không ổn định tí nào. Chu Tiếu Vân gật đầu, đưa trả lại Trương Dương chìa khóa xe, thấp giọng nói cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm cho tôi. Trương Dương nhận thấy nỗi mất mát từ ánh mắt nhìn của Chu Tiếu Vân. Tuy lần này đánh đổ thành công Đường Hưng Xanh nhưng cô vẫn chưa tra ra sự thật cái chết của chị mình. Trương Dương an ủi nói, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đôn đốc phía công an, nhanh chóng điều tra vụ án của chị cô, dốc sức trả lại lẽ công bằng cho cô. Bóng Chu Tiếu Vân đi mất dần. Trương Dương và mấy người cùng đi đến Ba Thục Viên, Thường Hải Long đến sau cùng với cô bạn Thiết Yến, thấy Trương Dương tươi cười khỏe mạnh, Thường Hải Long không khỏi nói, Trương Dương, tôi phát hiện ra cậu đúng là kẻ đánh mà không chết, buổi sáng vừa làm phẫu thuật đến tối đã đi uống rượu, thật khâm phục. Thiết Yếu mặc một bộ váy hồng trông xinh đẹp đến động lòng người, vẫn giữ vẻ dịu dàng ít nói mà ngồi cạnh Thường Hải Long, cô mỉm cười nghe họ nói chuyện. Trương Dương nói, bao giờ thì hai người thành hôn đây? Câu nói của hắn làm cho Tiết Yến mặt đỏ bừng lên. Thường Hải Long đáp, sang năm, cha mẹ tôi cũng đang giục, tôi vốn định anh cả còn chưa kết hôn thì tôi không được thất lễ làm trước. Nhưng anh ấy đến bây giờ còn chưa có ai. Thường Hải Tâm nói, thời đại nào rồi, làm gì còn nhiều cấm kỵ như vậy. Anh cả còn chưa gặp được ý trung nhân, anh cũng không thể đợi anh ấy được. Chị Yến tốt như vậy, anh nhẫn tâm để chị ấy chờ đợi sao? Tiết Yến đỏ mặt nói, không vội. Dù sao bọn chị cũng còn trẻ, giờ đang là lúc gây dựng sự nghiệp mà. Việc buôn bán của Thường Hải Long năm nay rất bận, sau khi hắn hợp tác với tập đoàn Tinh Toản, chỉ có công trình xây sửa các cửa hiệu Tinh Toản cũng đã choáng hết đến cuối năm. Hắn cười nói, đừng có suốt ngày lôi chuyện của tôi và Tiết Yến ra, Trương Dương, bao giờ thì cậu kết hôn đây? Lãnh đạo Trương cười lên, bây giờ rất tốt, tôi đang tự do tự tại quen rồi, những người phụ nữ bình thường không thể nào níu được tôi đâu. Thường Hải Long cười ha ha, nhưng Sở Yên Nhiên lại là thiên kim tiểu thư của Tống tỉnh trưởng ta đó. Vẻ mặt Tần Thanh có chút lãnh đạm, cô đã sớm xác định rõ mối quan hệ của mình với Trương Dương. Mấy lần tiếp xúc với Sở Yên Nhiên, cô cũng nhận thấy Sở Yên Nhiên hình như đã phát hiện ra quan hệ giữa cô và Trương Dương. Tần Thanh cũng thấy bằng lòng với quan hệ giữa cô và Trương Dương bây giờ, yêu là cho mà không cần lấy lại. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ đoạt được điều gì đó từ Trương Dương. Giữa hai người cũng không cần hứa hẹn gì. Thường Hải Tâm có chút buồn bã, cô cũng là người có lý trí, lúc nghe tin Trương Dương bị bắn, cô rõ ràng cảm nhận được thứ tình cảm, tâm trạng lo lắng của mình đối với hắn.
cô và hắn trước giờ vẫn mối quan hệ bạn bè nhưng cô hiểu rõ, trong lòng mình đã nảy sinh tình cảm với hắn. Trương Dương cũng không muốn dây dưa trong chuyện tình cảm, hắn cười mà nói tránh đi, năm nay cũng thật là năm nhiều niềm vui, Tần Bạch em trai của thị trưởng Tần cũng sẽ kết hôn đó. Tần Thanh cười đáp, đến lúc đó mọi người phải đến uống rượu chia vui đó. Thường Hải Tâm gật đầu, cô nhìn về phía Tần Thanh, trong lòng bùi ngùi xúc động. Tuy Tần Thanh che giấu tình cảm rất tốt nhưng Thường Hải Tâm vẫn nhìn ra được tình cảm của cô và Trương Dương. Mỗi người đều có cảm nhận riêng, Thường Hải Tâm vẫn coi Tần Thanh là mục tiêu phấn đấu của mình nhưng lại không thể lý tính như Tần Thanh đã làm. Thường Hải Long cũng nói, việc xây sửa nhà mới của Tần Bạch cứ để hắn lo liệu. Tần Thanh cầm chén rượu lên nói, tôi xin thay mặt Tiểu Bạch cảm ơn cậu. Thường Hải Long đáp, bạn bè không cần phải cảm ơn, thị trưởng Tần bình thường vốn quan tâm chăm sóc em gái tôi như vậy, tôi giúp em trai cô cũng là điều nên làm thôi. Tần Thanh cười, Hải Tâm không cần tôi chăm sóc, trước đến này đều là em ấy giúp đỡ tôi cả. Lúc này Thường Hải Tâm cũng không để tâm lắm, vừa nghe thấy Tần Thanh nhắc đến tên mình, cô mới a một tiếng. Trương Dương nói, thư ký Thường chắc là làm việc mệt rồi. Thường Hải Tâm đáp, đúng vậy, hôm nay vì việc của anh mà bận rộn cả ngày, hơi mệt một chút. Tần Thanh nói, mệt rồi thì về nghỉ sớm đi, anh Trương, anh vừa làm phẫu thuật xong, cũng phải nghỉ ngơi giữ sức khỏe. Trước mặt người khác, Tần Thanh vẫn diễn tốt vai trò của lãnh đạo. Trương Dương gật đầu, gọi phục vụ đem món chính lên. Thường Hải Long và Tiếu Yến còn có việc, Tần Thanh lái xe cùng Thường Hải Tâm về khu tập thể tỉnh ủy. Tần Thanh như nhận thấy điều gì từ ánh mắt của Thường Hải Tâm, nhỏ nhẹ nói, Hải Tâm, em như có tâm sự gì phải không? Thường Hải Tâm đáp, không có gì đâu, chỉ là hôm nay hơi mệt một chút. Tần Thanh dịu dàng cười, sự lo lắng của Thường Hải Tâm khi Trương Dương gặp chuyện cũng không giấu được cô, dựa vào lý trí và sự trấn tĩnh của mình cô cũng không thể thoát khỏi dòng chảy tình cảm đối với Trương Dương nói gì đến cô nhóc này. Tần Thanh vừa lái xe vừa nói, Hải Tâm, em thấy chuyện tình cảm thế nào? Thường Hải Tâm đáp, đến bây giờ em vẫn chưa từng có yêu đương thực sự với ai, tình cảm đối với em mà nói là một thứ thần bí. Tần Thanh đáp, tình cảm nhân cách của con người chia làm nhiều loại, thân tình, hữu tình, ái tình, yêu đương cũng chỉ là một phần của cuộc đời con người, không thể thay thế toàn bộ được. Thường Hải Tâm nói, thị trưởng Tần, chị sẽ hy sinh tất cả vì người mình yêu chứ? Tần Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, cô nghĩ tới đôi mắt sáng rực của Trương Dương, vì Trương Dương. Cô sẽ làm bất cứ chuyện gì không cần phải do dự. Thường Hải Tâm nói tiếp, nguyện hy sinh tất cả vì người khác cũng là một thứ hạnh phúc, ít nhất trên đời này cũng có người đáng để ta hy sinh. Tần Thanh cười, Hải Tâm, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải nhớ rằng, trước tiên hãy làm tốt bản thân, nhận rõ bản thân mình, hiểu mình vì sao lại làm như vậy, biết được mình là ai. Lý trí là tình cảm thực chất không hề xung đột, tình cảm mà mất đi lý trí mới gây ra nguy hiểm. Những lời này Tần Thanh cũng giống như đúc kết từ quan hệ giữa mình và Trương Dương, cũng giống như đang mở ra hướng đi cho Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm lúc này hơi chút mỉm cười. Trong hai ngày Trương Dương dưỡng bệnh ở Lam Sơn, ban lãnh đạo thành phố Nam Thích xảy ra chấn động chưa từng có, bí thư chính pháp sợ tội bỏ trốn, Trương Đức Phương dựa vào những tấm ảnh mà Chu Tiếu Vân cung cấp đi nhận diện ra một tên công an đồng đảng, đầu đạn lấy ra từ vai của Trương Dương cũng khớp với số hiệu súng. Chứng minh rằng kẻ xá thủ truy sát họ ở Bắc Đảo nằm trong nội bộ cục công an thành phố Nam Thích. Tuy nhiên sau khi Đường Hưng Xanh bỏ trốn, kẻ có liên quan này cũng bỏ trốn mất. Trong cuộc họp thường vụ, Từ Quang Nhiên đã dùng hai từ sỉ nhục để diễn tả sự việc này, y phẫn nộ nói, bí thư chính pháp, cục trưởng cục công an nắm rõ pháp luật lại phạm pháp, đây đúng là nỗi sỉ nhục lớn với toàn thể lãnh đạo thành phố Nam Thích này, tham ô hối lộ coi thường mạng người, đây thực là nỗi sỉ nhục của Nam Thích. Tôi không hiểu bình thường các cậu làm ăn kiểu gì, sự việc lớn như vậy lại không hề hay biết, mãi đến lúc trên tỉnh điều tra đến mới biết, hiệu suất làm việc như vậy có đáng để người ta chê cười không cơ chứ. Từ Quang Nhiên cầm chén trà lên uống. Thị trưởng Nam Tích Hạ Bá Đạt nói, bí thư Từ, tôi thấy sự việc lần này tuy do chúng ta làm việc không đắc lực nhưng cũng do tên Đường Hưng Xanh hành sự qua giỏi che giấu. Hắn cũng biết giả bộ, bình thường luôn tỏ ra là người tốt. Ai ngờ rằng hắn lại nuôi dưỡng tình nhân rồi tham ô ăn hối lộ. Từ Quang Nhiên nói, trước đến nay, tôi luôn có lòng tin với các lãnh đạo Nam Thích, nhưng sau khi xảy ra sự việc như vậy, tôi cũng cảm thấy hoài nghi về cách nhìn của mình. Nhân dân phó thác cho ta quyền lực là để ta giúp họ phân ưu giải nạn, chứ không phải là để ta lạm dụng quyền lực là việc đồi bại, không phải là để ta ham cầu tư lợi.
chỉ riêng ở nhà của Đường Hưng Xanh đã khám được tới vạn đồng tiền mặt, cán bộ như vậy tại sao lại có thể ẩn trốn trong hàng ngũ chúng ta tốt như vậy? Từ Quang Nhiên tức giận gõ xuống bàn, tôi hy vọng, các cán bộ của thành phố Nam Tích hãy lấy đó làm tấm gương, phải thức tỉnh bản thân mình. Sau khi kết thúc cuộc họp, Hạ Bá Đạt và Từ Quang Nhiên sóng vai đi ra, hắn nói, tôi phát hiện làm lãnh đạo cũng là nghề rất nguy hiểm, không để ý là sẽ rơi vào hố sâu vĩnh viễn không thoát ra được. Từ Quang Nhiên nói, phía tỉnh rất không hài lòng với việc chúng ta làm, Bí Thư Kiều đã lên tiếng, muốn nghiêm tra, minh tra, tự tra các cấp lãnh đạo cán bộ của thành phố Nam Tích ta. Hạ Bá Đạt nói, lên dây cương rồi đây. Từ Quang Nhiên nói ra thì các tên Trương Dương cũng thật thiếu suy nghĩ, hắn đã phát hiện ra Đường Hưng Xanh có vấn đề sao lại không nói trước với ta một câu, ngược lại lại còn bỏ qua Nam Tích mà thông báo sự việc lên thẳng phía tỉnh, làm cho chúng ta rơi vào thế bị động. Hạ Bá Đạt nói, người tuổi trẻ thích được lập công, sự việc lần này thực là công lớn, hắn cũng không muốn chia sẻ với chúng ta đâu. Từ Quang Nhiên thở dài, xem ra phía tỉnh cũng đã để ý đến Đường Hưng Xanh lâu rồi, Trương Dương đến Tĩnh Hải tham gia lớp học rõ ràng là có ý đồ cả. Hạ Bá Đạt nói, chắc không phức tạp đến mức đó đâu, hắn đến học thực ra chưa chắc là vì chuyện điều tra Đường Hưng Xanh, tôi thấy việc này sớm đã trong dự liệu của hắn, nghe nói việc lần này cũng làm cho Bí Thư Kiều rơi vào thế bị động, lúc trước còn một lòng đề bạt Đường Hưng Xanh là phó sở. Từ Quang Nhiên đáp, phía tỉnh sẽ phái tổ chuyên án đến điều tra việc tham ô của Đường Hưng Xanh. Vụ án cái chết của Chu Tiếu Nguyệt sẽ được lập lại, Nam Thích chúng ta lại náo nhiệt đây. Hạ Bá Đạt không khỏi cười nói, Trương Dương đến đó cũng là kẻ gây đủ chuyện, tôi nghe nói hắn đến học lần này là do quan hệ với Thẩm Khánh Hoa bí thư tinh ủy Phong Trạch không được tốt mà bị điều xuống. Từ Quang Nhiên nói, Thẩm Khánh Hoa đỡ lo rồi, lại rước xuống mầm họa cho Nam Thích chúng ta. Hạ Bá Đạt cười ha ha. Chương 420, mẹ nuôi giá đáo. Từ Quang Nhiên gọi Phó Thị trưởng Thường vụ Thường Lăng Không lại, Lăng Không. Thường Lăng Không đi đến, cười nói, Bí Thư Từ có gì dặn dò. Từ Quang Nhiên đáp, Trương Dương dù sao cũng bị thương ở Nam Thích ta, cậu hãy dành chút thời gian đến Lam Sơn thăm hắn, thay mặt bạn lãnh đạo tỉnh ủy thành phố giữ lời hỏi thăm hắn. Thường Lăng Không gật đầu, Bí Thư Từ yên tâm, sáng mai tôi sẽ đi ngay. Từ Quang Nhiên nói với Hạ Bá Đạt, đồng chí Hạ hãy giúp ta đón tiếp tổ điều tra phía tỉnh. Hãy cố gắng nói chuyện với bọn họ. Hạ Bá Đạt nói, được rồi. Khi Thường Lăng Không đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Lam Sơn thăm Trương Dương thì Trương Dương đã chuẩn bị xuất viện rồi. Tuy phía bệnh viện vẫn muốn ngăn cản hắn, nhưng Trương Đại Quan Nhân một mực nói, các anh nhất quyết bắt tôi nằm viện thì tôi sẽ lại trốn ra. Chủ nhiệm khoa ngoại Trần Nghĩa Quân cũng không thể làm gì, các kết quả xét nghiệm của Trương Dương đều bình thường, để hắn ở lại bệnh viện cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên đã để cho bác sĩ viết giấy ra viện cho Trương Dương. Vai trái của Trương Dương vẫn không thể hoạt động tùy ý, có điều bây giờ đã không còn đau nữa. Thấy Thường Lăng Không bước vào, Trương Dương không khỏi buồn cười nói, thị trưởng Thường, sao anh lại đích thân đến đây vậy? Hắn đưa tay ra bắt tay với Thường Lăng Không. Thường Lăng Không bắt tay, mỉm cười, xem ra vẫn không tồi, tôi tưởng rằng cậu còn đang nằm trên giường không ngồi dậy nổi cơ. Trương Dương nói, đảng viên Đảng Cộng sản chúng ta đều là những người có ý chí thép mà, chút vết thương này có đáng là gì? Thường Lăng Không nhìn hành lý bên cạnh của hắn, nói chuẩn bị xuất viện rồi. Trương Dương gật đầu nói, vừa làm xong thủ tục xuất viện, con người tôi sợ nhất là nằm viện, buồn bực chết đi được, vốn không có bệnh gì cũng thành có bệnh. Thường Lăng Không nói, định trở về Tĩnh Hải hay là ở lại Lam Sơn? Trương Dương nói, chuẩn bị ở lại Lam Sơn mấy ngày, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã. Bây giờ tôi mà về Tĩnh Hải e là không được hoan nghênh lắm. Thường Lăng Không cười nói gì thế, cậu giúp Nam Tích chúng tôi đào ra một con sâu mọt, tất cả lãnh đạo Nam Tích chúng tôi đều rất cảm ơn cậu. Trương Dương nói, câu này của anh có chút trái với lòng nhé, chuyện lần này của Đường Hưng Xanh tôi không hề báo qua với lãnh đạo Nam Tích các anh, mà trực tiếp chen tay vào, quả thực là về lễ tiết thì vẫn có chút gì đó không được hay lắm, nếu thị trưởng Thường có muốn trách, tôi cũng không có gì để nói. Thường Lăng Không nói, Trương Dương, chúng tôi đương nhiên là hy vọng cậu có thể đem chuyện này nói trước cho phía Nam Tích chúng tôi, nhưng nếu như cậu không nói tất là có lý do của cậu. Nghe nói trên tỉnh trực tiếp hạ mệnh lệnh cho cậu, Nam Tích dù có lớn cũng không thể lớn hơn Bình Hải được. Ý trong lời của hắn chính là cho dù đám quan viên của Nam Tích bọn họ có lớn hơn nữa cũng không thể lớn bằng tỉnh trưởng Tống Hoài Minh được. Đã có Tống Hoài Minh chống eo rồi thì Trương Dương đương nhiên sẽ không cần phải giải thích với bọn họ. Trương Dương hơi ngại, cười cười, hắn nói với Thường Lăng Không, trưa nay cùng ăn cơm đi,
ở chỗ Thúy Vân Hồ Thủy Thượng Nhân ra nhé, tôi giới thiệu cho anh vài người bạn. Thường Lăng không cười gật đầu đồng ý. Bữa cơm ở Thủy Thượng Nhân gia lần này là do ông chủ Bành Quân Tường mời khách, y nghe nói Trương Dương bị thương nên đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu để giải xui cho hắn. Lần này Bành Quân Tường còn mời cả anh em Thường Hải Long và Thường Hải Tâm, Tưởng Kỳ Vĩ, y cũng thông qua Thường Hải Tâm mời Tần Thanh, có điều Tần Thanh nói là có việc nên không đến được. Thấy Trương Dương và Thường Lăng không cùng đến, Thường Hải Long cười nói, thị trưởng Thường, đến Lam Sơn lúc nào thế? Thường Lăng không là phó thị trưởng Thường Vũ Nam Tích, đã từng đến nhà bọn họ chơi, Thường Tụng còn cười nói đùa rằng bọn họ có quan hệ họ hàng, nhưng thực ra hai người chẳng qua chỉ là đều có họ Thường, thêm nữa trùng hợp đều là thị trưởng lâm thời của hai thành phố mà thôi. Thường Lăng không nói, vừa mới đến thôi, tôi là thay mặt cho tất cả các vị lãnh đạo chính quyền thị ủy Nam Tích đến thăm hỏi phó thị trưởng Trương. Bành Quân Tường vội vã sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ, Trương Dương nói nhỏ với Thường Hải Tâm, phó thị trưởng Tần sao chưa đến. Thường Hải Tâm nói, gần đây trong thành phố có rất nhiều dự án mới, rất bận, tôi cũng suýt nữa không tới được. Trương Dương gật đầu nói, có bận hơn nữa cũng phải ăn cơm chứ. Bành Quân Tường đưa bọn họ vào một gian phòng, mỉm cười giới thiệu nói, Thủy Thượng Nhân gia chúng tôi gần đây có làm một loạt các thức ăn thôn dã, nguyên liệu đều là những thứ thuần khiết thiên nhiên, cộng thêm tài nghệ bậc nhất của đầu bếp chúng tôi tuyệt đối sẽ làm cho mọi người hài lòng. Trương Dương cười nói, có một thời gian không gặp mà anh càng lúc càng biết cách quảng cáo rồi đấy, mau mau mang thức ăn lên mới được. Bành Quân Tường cười nói, đây đây, mang lên ngay đây. Nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Khi nhân viên phục vụ rót rượu cho Trương Dương, Thường Hải Tâm nói, vết thương của cậu vẫn chưa khỏi, đừng uống. Trương Dương nói, không sao, gặp được nhiều bạn cũ thế này, thị trưởng Thường lại còn đích thân đến thăm tôi, sao tôi có thể không uống chứ? Như thế này đi, tôi uống một chút, rượu có thể làm hoạt huyết, cũng có lợi cho vết thương khép lại. Thường Hải Tâm đương nhiên không tin vào mấy lời ngụy biện đấy của hắn rồi, có điều Trương Dương đã nói đến mức ấy thì mình cũng không tiện ngăn cản, nên vẫn để cho nhân viên phục vụ rót cho hắn ít rượu. Trương Dương nâng chén lên nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi xin dùng chén rượu này để bày tỏ lòng biết ơn thật sự tới mọi người. Tất cả mọi người cùng hưởng ứng, uống cạn chén với Trương Dương. Tưởng Kỳ Vĩ nói, thị trưởng Trương, tôi thấy cậu đúng là phúc lớn mạng lớn, bất luận là gặp phải tình huống nguy hiểm nào cũng đều có thể gặp dữ hóa lành. Bành Quân Tường nói, đây gọi là hồng phúc tề thiên. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha nói, ông chủ Bành chớ nói bừa, câu này mà ở triều đại tùy là khi quân phạm thượng, sẽ bị chặt đầu đấy. Bành Quân Tường cười nói, cho nên mới nói xã hội chủ nghĩa của chúng ta là tốt nhất. Trương Dương chủ động chạm một chén với Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm tỏ vẻ tức giận nói, cậu thì bây giờ tự do rồi, làm cho viện trưởng Triệu oán trách tôi một hồi. Hôm qua phẫu thuật, hôm nay xuất viện, một cán bộ quốc gia mà lại tự do bừa bãi như vậy. Trương Dương cười bồi nói, tôi thật sự không thể ở đó thêm nữa, ngửi thấy cái mùi Lysol là tôi muốn nôn rồi, bây giờ nấc rượu cũng là mùi Lysol, rượu Mao Đài có uống vào cũng không thơm nữa. Bành Quân Tường nói, thị trưởng Trương có phải đang trách rượu của tôi không ngon không? Trương Dương nói, đâu có, rượu của anh rất ngon, nhưng vị giác của tôi bị mùi bệnh viện phá hỏng rồi. Thường Lăng không cười nói, tôi cũng không thích đi bệnh viện, luôn cảm thấy đến bệnh viện rồi thì tính mạng mình tất cả sẽ giao cho người ta, chuyện gì cũng không do mình quyết định nữa. Lúc này nhân viên phục vụ bê tới một đĩa đầu cá tạp, cũng chính là các loại đầu cá nước ngọt được nướng lên cùng nhau, có cá lóc, cá trạch, cá hổ đầu sa, cá cỏ. Bành Quân Tường giới thiệu nói, món này là chúng tôi học được từ nông gia ở Hồ Phong Trạch đấy, mọi người thưởng thức thử coi. Trương Dương gắp lấy một miếng cá hổ đầu sa cho vào bát, vừa ăn vừa nói, mùi vị không tồi, tôi đã làm ở Phong Trạch lâu như vậy mà chưa từng ăn món này. Bành Quân Tường cười nói, đó là bởi vì thị trưởng Trương ít xuống cơ sở. Trương Dương nói, anh nói thế là ý nói tôi làm việc bất lực sao? Bành Quân Tường vội vàng giải thích, tôi không có ý đó. Tôi là nói thị trưởng Trương không thể đi hết được tất cả mọi nơi ở Phong Trạch được. Y càng nói càng loạn, có chút ngại ngùng nâng chén rượu lên nói, tôi nói sai rồi, tự phạt mình một chén. Trương Dương cười nói, nhận tội là tốt rồi, thực ra tôi cũng là người thì tất phải có khuyết điểm, mà khuyết điểm của tôi lại không ít, may mà có ông chủ Bành nhắc nhở. Thường Lăng không trêu chọc nói, khuyết điểm của cậu chính là chưa từng ăn món ăn này sao? Trương Dương tỏ ra nghiêm túc gật gật đầu nói, đúng thế, tôi đến Phong Trạch lâu như vậy mà lại chưa từng ăn đầu cá tạp, thật là hổ thẹn, hổ thẹn.
Sau bữa trưa, Thường Lăng không lập tức trở về Nam Tích, buổi chiều y có một cuộc họp quan trọng, phải nhanh chóng trở về. Thường Hải Long, Thường Hải Tâm, Tưởng Kỳ Vĩ đều có việc riêng cũng lần lượt cáo lui. Trương Dương vốn đang muốn đi thì Bành Quân Tường liền giữ hắn lại uống chén trà. Bốn nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp nhẹ nhàng mang trà đến, mùi trà bay thoang thoảng, Trương Đại Quan Nhân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Trương Đại Quan Nhân nhìn sang phía Bành Quân Tường, ánh mắt rất phức tạp. Bành Quân Tường bị Trương Dương nhìn chằm chằm nên có chút ngại ngùng, thấp giọng nói, sao lại nhìn tôi như thế, làm như tôi giống kẻ trộm vậy. Trương Dương nói, dưới lễ tất cáo sở cầu, hôm nay anh vừa bày tiệc tẩy xui cho tôi, lại còn mời tôi uống trà, có phải là gặp vấn đề nan giải gì không? Bành Quân Tường bị Trương Dương nói đúng tâm sự, liền cười ha ha nói, thật là không có chuyện gì giấu qua được mắt cậu, thị trưởng Trương thật anh minh. Anh bớt tâng bốc tôi đi, có chuyện gì cứ việc nói rõ. Bành Quân Tường ho ho mấy tiếng nói, thị trưởng Trương, từ khi cậu đi Phong Trạch, làm ăn buôn bán của thủy thượng nhân ra Giang Thành chúng tôi càng lúc càng đi xuống. Trương Dương cười nói, việc này anh phải tìm Cố Giai Đồng bàn bạc chứ, tôi không có cổ phần ở thủy thượng nhân ra, chẳng muốn lo lắng hộ anh việc này. Bành Quân Tường làm mặt khổ sở nói, cô Cố hoàn toàn không để tâm đến nhà hàng này, xưởng thuốc của cô ấy càng ngày càng lớn, càng ngày càng làm ăn phát đạt, đừng nói là thủy thượng nhân gia này không kiếm được tiền mà cho dù có phải đền tiền cô ấy cũng sẽ chẳng quan tâm. Trương Dương đã hiểu ra rồi, Cố Giai Đồng không hứng thú lắm với việc kinh doanh nhà hàng. Bây giờ với tài năng kinh doanh của mình mà đã làm cho quy mô xưởng thuốc không ngừng mở rộng, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể biến xưởng thuốc của mình trở thành xưởng đi đầu trong ngành thuốc ở Bình Hải, lợi nhuận kiếm được đâu chỉ mấy nhà hàng là đã có thể so sánh được. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Bành Quân Tường, Trương Dương cũng thấy có chút áy náy. Lúc đầu hắn đưa Bành Quân Tường đến đây mục đích là mở thủy thượng nhân ra để đối kháng với tân đế hào của Kiều Mộng Việt, khi mới mở quả thật thủy thượng nhân ra chiếm ưu thế. Những người có tiền hay quan chức muốn đi ăn sẽ chọn thủy thượng nhân ra làm điểm đổ đầu tiên, nhưng sau này khi Kiều Trấn Lương về Bình Hải thì hướng gió lập tức thay đổi, tất cả mọi người đều như ong về tổ, hướng tới tân đế hào, những người này mắt thật sáng, biết được ông chủ của tân đế hào là ai, đều muốn nhân cơ hội này kết giao với con gái bí thư tỉnh ủy. Tuy những người thật sự muốn thông qua cách này để làm quen với Kiều Mộng Viện cũng không có nhiều, nhưng làm ăn của hai bên lại thay đổi rõ rệt. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì rất nhanh sẽ rơi vào tình trạng thu không đủ chi. Trương Dương nói, anh có ý gì? Bành Quân Tường cười nói, tôi muốn bán cổ phần của thủy thượng nhân ra đi, nhưng lại không biết nói như thế nào với cô Cố, cho nên tôi mới tìm cậu để thương lượng trước. Trương Dương cười mắng nói, Bành Quân Tường ơi là Bành Quân Tường, anh thật là giảo hoạt, lúc trước cảm thấy có lời thì cố nhanh mà nhào vô, giờ thấy làm ăn không tốt lại muốn tháo chạy, mấy người làm ăn như anh thật chẳng có nghĩa khí. Bành Quân Tường cười gượng gạo nói, không còn cách nào khác, bao nhiêu người làm đều đợi cơm ăn, năm nay tôi đã mở rộng hai cửa hàng chi nhánh, làm ăn cũng không tồi, về mặt tiền vốn thì có chút khó khăn, cho nên tôi mới nghĩ như vậy. Trương Dương gật đầu nói, được, để tôi nói với cô ấy. Bành Quân Tường liên mồm cảm ơn. Trương Đại Quan Nhân làm việc luôn rất nhanh gọn, lập tức gọi điện cho Cố Giai Đồng, Cố Giai Đồng biết chuyện không nhịn được mà cười. Cô ta và Bành Quân Tường là bạn học cũ. Bành Quân Tường nói vòng vo một vòng rồi lại thông qua Trương Dương chuyển lời rõ ràng là trong lòng có tật. Cố Giai Đồng hiểu rất rõ chuyện này. Con người có lúc này lúc khác, bây giờ cha mình đã lui khỏi cái ghế bí thư tỉnh ủy rồi, đương nhiên sẽ không có nhiều người chạy theo nữa. Bành Quân Tường suy nghĩ vì lợi ích của mình cũng không có gì là quá đáng. Cô ta rất thoải mái đồng ý, tự mình xuất tiền ra mua lại cổ phần của Bành Quân Tường. Cô ta cũng đã có dự tính rồi, sẽ giao toàn bộ cho Thường Hải Thiên kinh doanh. Qua điện thoại. Trương Dương lại hỏi thăm sức khỏe của Cố Doãn Chi, Cố Giai Đồng nói rằng sức khỏe của cha mình vẫn rất tốt, nghỉ hè ba cha con đã đi du lịch ở Kinh Thành, Cố Minh Kiện sắp ra tù rồi, cho nên bọn họ tạm thời không trở về Bình Hải, ở lại Kinh Thành chuẩn bị đón Cố Minh Kiện. Khi Trương Dương rời khỏi Thủy Thượng Nhân ra cũng đã 4 giờ chiều rồi, hắn đến bãi để xe chuẩn bị lấy xe ra đột nhiên phát hiện có một người lấm lét nhìn hắn từ xa, Trương Dương cảnh giác quay người lại nhận ra người đó là Hà Trác Thành, cha của Hà Hâm Nhan. Trương Dương tuy tự đáy lòng không muốn tiếp con người này, nhưng dù sao đó cũng là cha của Hà Hâm Nhan, vì quan hệ với Hà Hâm Nhan nên hắn cũng không thể giả như không quen biết. Huống hồ Hà Trác Thành đã tươi cười bước tới chỗ hắn, vui vẻ nói, Trương Dương. Bác suýt nữa thì không dám nhận, không phải trước đây cháu lái xe Jeep sao? Sao lại đổi rồi à?
Trương Dương mỉm cười gật đầu với y, cái thứ đó tốn xăng quá, cho nên đổi sang chiếc này. Hà Trác Thành nói, loại này cũng không tiết kiệm xăng, chiếc Siali kia của bác mới tốt kìa, đi trăm dặm mà chưa đến vạch sáu. Y đưa tay chỉ ra chiếc Siali màu đỏ ở phía xa xa, Trương Dương nhìn theo hướng chỉ tay, lại thấy trong xe có một cô gái ăn mặc diêm dúa, cô gái đó đang trang điểm, mắt không thèm nhìn ra ngoài một giây. Trương Dương thầm cười, Hà Trác Thành thật là phong lưu, tuổi đã lớn như vậy rồi mà còn đi lừa các cô gái trẻ. Hà Trác Thành nói, gần đây có gặp Hâm Nhan không? Trương Dương nói, cô ấy đến đảo Tắc Ban chụp quảng cáo rồi, chắc phải tháng 10 mới về. Hà Trác Thành nói, cái đứa trẻ này thật tài giỏi, không phụ sự nuôi dưỡng khổ nhọc bao nhiêu năm của bác. Lời này Trương Dương thật sự không muốn nghe, Hà Hâm Nhan có thể có được ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào sự phấn đấu và tự cường của cô ấy, không chút liên quan nào với một người cha không xứng như Hà Trác Thành. Hắn nhìn đồng hồ, bác Hà, cháu có việc, cháu đi trước đây. Hà Trác Thành nói, đừng vội, bác còn có việc muốn tìm cháu. Trương Dương có chút mất kiên nhẫn, bác nói đi. Hà Trác Thành nói, có thể cho bác số điện thoại của Hâm Nhan không? Trương Dương biết y tìm Hà Hâm Nhan nhắc chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp, nên cố ý thở dài nói, thật là ngại quá, cô ấy không muốn cháu cho bác, tính cách của Hâm Nhan bác cũng biết rồi, nếu như cháu cho bác thì cô chắc chắn sẽ trở mặt với cháu. Hà Trác Thành cười nói, cháu xem cháu nói gì kìa, cháu với nó có quan hệ gì cơ chứ, sao có thể trở mặt với cháu được? Trương Dương thật sự là vô cùng ghét Hà Trác Thành. Hắn cười nói, quan hệ giữa chúng cháu là gì là chuyện riêng của chúng cháu, nhưng số điện thoại thì cháu không thể cho bác, đàn ông luôn phải biết giữ lời hứa, đúng không? Điệu cười của Hà Trác Thành trở nên gượng gạo. Trương Dương nói, bác Hà, có câu này cháu từ lâu đã muốn nói với bác rồi, Hâm Nhan đã lớn như vậy rồi, nhưng người làm cha như bác rốt cuộc đã quan tâm được gì cho cô ấy. Con cái sinh ra tuyệt đối là để báo hiếu cha mẹ, tuy bề ngoài Hâm Nhan lạnh lùng với bác, nhưng sao có thể thật sự tuyệt tình với bác? Bác hãy về nhà bình tĩnh mà suy nghĩ lại, nghĩ xem những gì bác làm có xứng đáng với con gái bác không? Hà Trác Thành nói, bác chẳng qua chỉ là muốn có số điện thoại của con gái thôi, liệu còn có mục đích gì khác sao? Trương Dương nói, bác Hà, trong xã hội này cháu cũng đã gặp không ít người, có những người có những việc cháu có thể nhìn thấu. Hà Trác Thành mặt đỏ lên. Trương Dương lại nói, Uông Đông Lai có còn đến tìm bác gây sự không? Hà Trác Thành lắc đầu nói, Uông Đông Lai xảy ra chuyện rồi. Câu lạc bộ đêm của hắn có người hút ma túy bị chết, ma túy là do hắn cung cấp, cho nên đã bị công an bắt đi rồi, có lẽ nhất thời sẽ không ra được. Loại rác rưởi đó chưa chết là còn may. Hà Trác Thành nói, bác gần đây có mở một công ty quảng cáo, nhận một số quảng cáo đèn, cho nên muốn liên lạc với Hâm Nhan xem nó có chịu giúp bác một chút không. Trương Dương cười nói, bác có biết bây giờ giá cả để mời Hâm Nhan về làm quảng cáo là bao nhiêu không? Công ty quảng cáo của bác có mời nổi cô ấy không? Hà Trác Thành nói, bác mới chỉ nghĩ thôi. Trương Dương nói, thật thà chăm chỉ làm một chút việc là tốt nhất, thực ra cháu cảm thấy bác vẫn nên dựa vào bản lĩnh của mình làm ra chút thành tích để cho Hâm Nhan thấy bác dựa vào bản lĩnh của mình cũng có thể đứng được trong xã hội này. Nói rồi Trương Dương lên luôn xe, tự nghĩ lại thấy buồn cười. Hà Trác Thành rõ ràng là trưởng bối của mình, vậy mà lại bị mình giáo huấn cho một trận. Điều Trương Dương vẫn là người có tình người, hắn hạ cửa sổ xe xuống, nói công ty quảng cáo của bác tên là gì. Hà Trác Thành nói, công ty quảng cáo Hoan Nhan, chủ yếu quảng cáo đèn điện. Trương Dương nói, bác hãy đi tìm Tưởng Kỳ Vĩ của công ty Phi Tiệp, trở về cháu sẽ nói chuyện với anh ta, giúp bác liên hệ một số mối làm ăn. Hà Trác Thành tươi cười nói, cảm ơn, cảm ơn. Trương Dương đóng cửa sổ xe lại và lái đi. Thường Hải Tâm đã giúp hắn sắp xếp một chỗ ở, chính là ở Nhất Chiêu thành phố Lam Sơn. Trương Dương về đến căn phòng của mình kiểm tra lại vết thương, lại đắp lên loại thuốc mà mình tự chế. Những chuyện xảy ra ở Nam Tích này cũng thật là tình cờ. Nếu như không phải hắn ở trong biệt thự số 33, nếu như không gặp Chu Tiếu Vân, thì lớp học tinh thần văn minh lần này chắc chắn sẽ giống như một chuyến du lịch điều dưỡng. Nhưng sự việc đã thay đổi cùng với sự xuất hiện của Chu Tiếu Vân. Hắn đã gia nhập vào chính cục thành phố Nam Thích mà không có chút chuẩn bị nào, đồng thời cũng rơi vào trong cuộc đấu tranh giữa hai nhân vật lớn là Tống Hoài Minh và Kiều Trấn Lương. Về mặt tình cảm, Trương Dương chắc chắn muốn thân thiết hơn với Tống Hoài Minh, nhưng hắn không muốn phải đưa ra chọn lựa phe cánh giữa Tống Hoài Minh và Kiều Trấn Lương, vì hắn cho rằng cấp bậc của mình vẫn chưa đủ tư cách tham gia vào đấu đá cấp cao. Chuyện của Đường Hưng Xanh cũng không phải đã kết thúc từ đây,
hắn muốn giết Trương Dương và Chu Tiếu Vân diệt khẩu, ý đồ che giấu tội chứng, khi hắn nhận thức được tất cả đều đã không còn thể cứu vãn, Đường Hưng Sanh liền chọn con đường tháo chạy. Những chuyện liên quan đến hắn cũng theo hắn mà đi, trong đó vẫn còn không ít vấn đề, Chu Tiếu Nguyệt rốt cuộc chết như thế nào? Tự sát hay là bị hắn giết, sau lưng việc Đường Hưng Sanh tham ô còn có bao nhiêu người dính vào? Trên đời này có rất nhiều việc không thể giải quyết rõ ràng, Trương Dương có thể nhìn ra được một số việc từ sự lỡ mồm của Thường Lăng không, vì chuyện của Đường Hưng Sanh, các cấp lãnh đạo của thành phố Nam Tích đã có một số cách nhìn khác nhau về mình. Bọn họ tuy không nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều sẽ có chút không vui. Trương Dương dù sao cũng là một người ngoài, hắn nhúng tay vào chuyện của Nam Tích, làm cho các lãnh đạo cấp cao của Nam Tích rất khó xử. Nghĩ đến đây, Trương Dương định sẽ tạm thời buông chuyện của Đường Hưng Sanh ra. Sứ mạng của mình đã hoàn thành, bây giờ kỷ ủy tỉnh và tổ công tác sở công an đã hoàn toàn tiếp quản chuyện này, không cần hắn phải giúp nữa. Buổi chiều, La Tuệ Ninh gọi điện tới, bà ấy nói tối mai sẽ tới Đông Giang, lần này La Tuệ Ninh ngồi tàu hỏa đến, Trương Dương liền nói sẽ đến ga xe lửa Đông Giang đón. Bên này vừa đặt điện thoại xuống thì chuông đã kêu lên. Vì Trương Dương bây giờ mặc áo vào hơi bất tiện nên để Trần Luân ra mở cửa. Có thể tìm tới nơi này chắc chắn chỉ có người quen thôi. Ngay cả lỗ mắt mèo hắn cũng chẳng buồn nhìn qua, vừa mở cửa ra đã thấy Tần Thanh và Đường Hải Tâm đứng bên ngoài. Trương Dương cười ha ha nói, ngại quá, thất lễ rồi, thất lễ rồi. Tần Thanh nhìn hắn thầm oán trách, lòng nói trên người anh còn có gì mà em chưa thấy chứ. Nhưng trước mặt Thường Hải Tâm lại trần ra như thế à? Thường Hải Tâm đỏ cả mặt, mắt không dám nhìn thẳng vào Trương Dương, nhẹ giọng nói, điều kiện ở đây thế nào? Ở có quen không? Trương Dương gật đầu nói, rất tốt, quen. Tần Thanh nhìn lên vai Trương Dương, phát hiện ra vết thương đã bắt đầu khép lại, cô ta rất có lòng tin đối với y thuật của Trương Dương, chút vết thương này không đáng là gì. Tần Thanh nói, thứ năm tuần sau Bộ trưởng Bộ Tổ chức tỉnh Khổng Nguyên sẽ đến kiểm tra tình hình của lớp học, đến lúc đó vết thương của anh chắc khỏi rồi, cố gắng đừng vắng mặt nhé. Trương Dương nói, Khổng Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tổ chức từ lúc nào đã trở thành họ Khổng? Tần Thành cười nói, anh cũng là cán bộ quốc gia, vậy mà biến động lớn như thế của bộ tổ chức tỉnh mà anh lại không biết. Trương Dương nói, Khổng Nguyên được điều từ đâu đến? Tần Thanh nói, được điều từ Kinh Thành tới. Trương Dương nói, ôi, anh cứ tưởng chuyện Lý Mãn Đường lên thay thế là chuyện chắc như đinh đóng cột, thật không ngờ. Tần Thanh nói, chuyện chính trị chẳng ai có thể biết rõ được cả, dụng ý của lãnh đạo cấp cao chẳng ai đoán ra được. Thường Hải Tâm nhìn thấy áo của Trương Dương. Không lên tiếng mà lặng lẽ đem đi giặt. Trước mặt Tần Thanh, Trương Dương có chút ngại cái đó. Thường Tâm, để lát tôi tự đi giặt là được rồi. Thường Hải Tâm cười nói, trước đây ở trường đảng cậu đâu có khách sao bao giờ, bây giờ bị thương rồi lại biết khách sao à? Tần Thanh nhìn Trương Dương, trong mắt chứa đầy ý tứ sâu xa, mắt hướng về phía nhà tắm, rồi gật gật đầu. Trương Dương cũng nhìn về phía nhà tắm, sau đó lắc lắc đầu. Thường Hải Tâm bước từ trong nhà tắm ra, hai người nói chuyện trước đi, tôi đi mua bột giặt, trên áo dính máu, giặt thế nào cũng không sạch. Trương Dương nói, không cần phiền phức thế đâu, nếu như không giặt sạch được thì vứt đi. Thường Hải Tâm làm ra vẻ nghiêm chỉnh, đồng chí Trương Dương, phô trương lãng phí là không được. Đồng chí là cán bộ quốc gia, việc đơn giản đấy mà cũng không hiểu sao. Trương Dương cười cười, chỉ có thể kệ cô ấy. Thường Hải Tâm vừa bước ra cửa thì Tần Thanh đã hỏi, anh lắc đầu làm gì? Trương Dương cười híp mắt nói, thế em gật đầu là có ý gì? Tần Thanh nhỏ tiếng đáp, em thấy Tiểu Thường và anh có gì đó khác khác. Trương Dương nói, anh lắc đầu là nói giữa tụi anh rất trong sáng, chẳng có quan hệ gì cả. Tần Thanh nói, sao có thể nói như vậy được, hai người là bạn học đồng môn mà. Trương Dương bị cô ấy làm cho rất buồn cười, hắn liền tiến lên trước nói nhỏ. Vậy cũng không thể so với chúng ta được, chúng ta là bạn cùng giường mà. Tần Thanh đỏ mặt nói, đáng ghét. Thường Hải Tâm bất kể lúc nào cũng có thể trở về, Trương Dương cũng không dám bỡn cợt quá, hắn liền ho một tiếng nói, ngày mai anh đi Đông Giang. Tần Thanh có chút ngạc nhiên, cô quan tâm hỏi, sao vội thế, vết thương của anh vẫn chưa lành mà. Trương Dương lúc này mới nói cho biết chuyện La Tuệ Ninh tối mai sẽ đến Đông Giang, hắn cười nói, cơ thể của anh em biết rõ mà. Ngày mai vết thương cơ bản sẽ phục hồi. Tần Thanh nói, con người dù sao cũng không phải là sắt đá, bây giờ anh còn trẻ có lẽ không cảm thấy gì, nhưng nếu như không chú ý thì sau này tuổi tác lớn hơn có thể sẽ để lại di chứng đấy. Trương Dương cười nói, anh biết em quan tâm anh,
yên tâm đi, lần này anh đưa mẹ nuôi đi về tu văn một chút thôi, không mệt đâu. Tần Thanh nói, không được lái xe. Lúc này Thường Hải Tâm đã mua bột giặt về, cô ấy cười nói, đang nói chuyện gì thế? Tần Thanh nói, ngày mai Trương Dương đi Đông Giang, tôi đang khuyên anh ấy đừng có chạy linh tinh. Thường Hải Tâm nói, vậy thì không được rồi, cậu vẫn chưa cắt chỉ mà. Trương Dương nói, đưa dao tôi có thể tự cắt, tôi không muốn đến bệnh viện đâu. Tần Thanh nói, nếu như nhất định muốn đi thì đừng có lái xe, suy nghĩ cho sự an toàn của mình, cũng nghĩ cho sự an toàn của người khác. Thường Hải Tâm nói, nếu nhất định muốn đi, tôi sẽ bảo anh hai cho người tới đưa cậu đi. Tần Thanh cười nói, sắp xếp như vậy là tốt nhất. Trương Dương nói, nếu mượn cả người và xe chắc tôi sẽ mượn mấy ngày liền đấy. Thường Hải Tâm nói, không sao, chiếc xe đó anh hai bình thường không có dùng, nói là chỉ dùng khi tiếp khách quý, bình thường cũng chẳng thấy có mấy khách quý đến tìm anh ấy. Vì chuyện này mà cha tôi đã nhiều lần mắng anh ấy, nói anh ấy dùng tư tưởng của giai cấp tư sản để làm việc, nói anh ấy phô trương lãng phí. Nghĩ đến tính cách của Thường Tụng, Trương Dương bất giác cười lớn lên. Trương Dương suy đi tính lại cuối cùng vẫn quyết định không nói chuyện La Tuệ Ninh đến Bình Hải cho Tống Hoài Minh biết. Tuy trước đây Tống Hoài Minh có nói muốn gặp mặt La Tuệ Ninh, Trương Dương sẽ sắp xếp, nhưng bây giờ La Tuệ Ninh đến Đông Giang, lấy danh nghĩa cá nhân để đến, nên chắc không thích nhiều người đến quấy rầy. Cách ga còn khoảng một giờ nữa, Trương Dương đã mang theo Lão Từ, lái xe của Thường Hải Long. Lão Từ là một lái xe có tính tình trầm ổn, lái xe cũng gần 30 năm rồi. Điều khó có được là đã lái xe nhiều năm như thế mà Lão Từ chưa từng một lần xảy ra tai nạn, nếu nói về nhược điểm thì là lái xe quá chậm. Tốc độ quy định của tỉnh là 90 mà ông ấy tuyệt đối sẽ không vượt qua một chút nào, Trương Đại Quan Nhân đã quen lái xe nhanh rồi, giờ ngồi trong xe, gặp phải một tài xế trầm ổn như Lão Từ, quả thật có chút không thích ứng được. Lão Từ cũng không nói nhiều, đến được nơi, mở cửa xe, đi sang một bên hút thuốc, ông ấy nghiện thuốc không nhẹ, nhưng khi lái xe tuyệt đối không hút thuốc. Chỉ khi nào dừng xe nghỉ ngơi mới lấy ra thưởng thức một chút. Trương Dương nói, Lão Từ, bác đợi ở đây nhé, cháu đi vào ga. Lão Từ đáp một tiếng, lại ngồi xổm xuống ra sức hút thuốc. Trương Dương lấy một cây thuốc Trung Hoa từ trong hành lý ra ném về phía Lão Từ. Lão Từ kinh ngạc nói, thị trưởng Trương, sao tôi có thể nhận? Trương Dương xua xua tay tỏ ý bảo ông ta đừng từ chối, rồi bước về phía ga. Hắn rất quen thuộc với tình hình của ga xe lửa Đông Giang, mua một chiếc vé sân ga, rồi đi thẳng vào trong đón La Tuệ Ninh. Trương Dương thật không ngờ La Tuệ Ninh lần này lại tự đến đây, mặc một bộ quần áo màu cà phê, La Tuệ Ninh bước ra khỏi xe lửa, Trương Dương vẫn nhìn ra phía sau, xem phía sau có ai đi cùng không. La Tuệ Ninh cầm chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán, cười nói cái đứa nhóc này, nhìn cái gì? Không có người khác đi cùng đâu, còn không mau xách hộ mẹ hành lý. Bà ấy chỉ tay về phía chiếc hòm da màu đen. Trương Dương đi tới, đi bên cạnh hắn là một cu ly hắn vừa tìm được, dù sao vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Trương Đại Quan Nhân cũng biết bảo vệ cơ thể mình. Cu ly đó cầm lấy hành lý của La Tuệ Ninh. Trương Dương và La Tuệ Ninh đi theo sau cu ly đó, Trương Dương nói, mẹ nuôi, sao lần này mẹ lại đến một mình? La Tuệ Ninh nói, một người đi yên tĩnh hơn, thực ra cha nuôi con muốn bảo Lý Vĩ đi cùng mẹ đến, nhưng mẹ không chịu. Lần này về thăm quê, việc gì mà phải làm lớn chứ? Trương Dương cười nói, bố nuôi cũng là vì lo cho sự an toàn của mẹ thôi. La Tuệ Ninh nói, ở châu Âu, sự an toàn bị uy hiếp bởi đất khách quê người, nhưng đây là Bình Hải, là đất nước của chính mình thì có gì phải lo nữa chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 420.